Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 202. Tiêu Phàm, chuyện gì xảy ra, bọn họ muốn hại ngươi. Tà Vũ nhìn thấy trước mắt phế tích, đằng đằng sát khí, hắn đang nghe động tĩnh về sau, liền trước tiên chạy tới. Tiêu Phàm lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa quỳ một đám cấp thấp tu sĩ, run lẩy bẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Các ngươi cung chủ đây, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hồi Tiêu phủ chủ, cung chủ đang bế quan. Trước đó cho Tiêu Phàm dẫn đường nữ tử kia run rẩy hồi đáp. Vậy ngươi vì sao muốn gạt chúng ta, là các ngươi cung chủ tìm chúng ta? Tà Vũ ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng nghe ra Tiêu Phàm cùng người này trong giọng nói không thích hợp. Tiêu Phàm, hiển nhiên vừa rồi bị người đánh lén qua. Là phó cung chủ tìm ngài, chính là vừa mới người kia. Nữ tử liền vội vàng giải thích nói, chúng ta cũng không biết phó cung chủ sẽ đối với ngài xuất thủ. Phó cung chủ, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nói như vậy, trừ bỏ Vân Phán Nhi cái này phó cung chủ bên ngoài, còn có một cái cung chủ. Vân Phán Nhi muốn giết hắn, chẳng lẽ cung chủ không biết sao? Nhưng vô luận như thế nào, phó cung chủ cùng cung chủ, hẳn là nhận biết a. Đem các ngươi cung chủ kêu đi ra, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, mình bị Vân Phán Nhi đánh lén sự tình, tuyệt đối không đơn giản. Thời không chi hà bên trong xuất hiện lão giả kia, nói bọn họ nhìn không được, bọn họ rốt cuộc là ai, có lẽ vô trần thiên cung cung chủ biết rõ cũng không nhất định. Cung chủ, nữ tử vẻ mặt sốt ruột, nàng chỗ nào có thể đem cung chủ kêu đi ra, coi như có thể cung chủ đang bế quan, giờ phút này cũng không dám a. Bang, cũng đúng lúc này, mây sâu chỗ một tòa thủy tinh đại điện, đột nhiên bạch quang đại thịnh, hư không xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Quang môn bên trong, một bóng người đi ra. Đó là một nữ tử, một bộ quần dài trắng, thánh khiết hoàn mỹ, một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, để tiên nữ đều ảm đạm phai mờ. Nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân, chân đạp hư không, di chuyển lấy bước liên tục, một cái nhăn mày một nụ cười, đều cao quý, ung nhã tới cực điểm. Bái kiến cung chủ, vô trần thiên cung tu sĩ thấy thế, toàn bộ đều cung kính quỳ rạp dưới đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Thật đẹp. Tà Vũ trợn to hai mắt, không chút nào keo kiệt tán dương. Hắn cũng coi là kiến thức rộng, có thể giống trước mắt loại này tuyệt sắc dung nhan, lại một cái tay đều có thể đếm ra. Mấu chốt nhất là, coi như có được đồng dạng dung nhan, cũng thiếu loại này không dính khói lửa trần gian khí chất. Tiêu Phàm, người xem, nàng hướng chúng ta đi tới, người nói, nàng là coi trọng ta, vẫn là coi trọng ngươi. Tà Vũ cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Không sai. Vô trần thiên cung cung chủ chính từng bước một hướng về bọn họ đi tới. Hơn nữa, cái kia trong suốt trong đôi mắt, lấp lóe lấy nước mắt trong suốt, là xinh đẹp như vậy tuyệt luân, làm người thương yêu yêu. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, Tà Vũ liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, Tiêu Phàm lại là cười cười, nhịn không được nói, Tà Vũ, ngươi sẽ không sợ Trúc Hồng Tuyết trở về đem ngươi cho thiến. Tà Vũ nghe vậy, bỗng nhiên sợ run cả người. Vội vàng nghiêm mặt nói, ta chỉ là không kiềm hãm được tán dương một phen mà thôi, không có ý khác. Tốt nhất không có, Tiêu Phàm cố ý cười lạnh một tiếng. Phu quân, mà lúc này, tuyệt mỹ nữ tử rốt cuộc đã tới Tiêu Phàm trước mặt, không kiềm hãm được đầu nhập vào Tiêu Phàm ôm ấp, nước mắt cũng nhìn không được nữa ngã nhào mà xuống. CMN, Tà Vũ trực tiếp tuôn ra nói tục, đầu hoàn toàn đường ngắn. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Ta có vẻ như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tiêu Phàm có tức phụ a, làm sao cái này tuyệt mỹ nữ tử sẽ để cho hắn phu quân. Tiêu Phàm lớn lên đẹp trai sao, miễn cưỡng xem như một chút xíu, có thể hoàn toàn không có hắn Tà Vũ soái a. Chẳng lẽ Tiêu Phàm mị lực lớn, có lẽ là, bằng không dọc theo con đường này, Tiêu Phàm liền thu hai cái cường lực cấp dưới, hiện tại lại có mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Đây là Tà Vũ duy nhất có thể nghĩ tới. Có lẽ, Tiêu Phàm thật nắm giữ cùng mị lực có liên quan thần thông. Thì Vũ, người trở về lúc nào? Tiêu Phàm hai mắt ửng đỏ, ôm thật lâu, mới thả mở. Không sai, nữ tử này không phải người khác, chính là bị cửu U Ma chủ thu làm đồ đệ, bế quan tu luyện Diệp Thi Vũ. Chỉ bất quá để Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn vậy mà đã nhìn không thấu Diệp Thi Vũ tu vi. Thời gian mấy chục năm. Diệp Thi Vũ thực lực hiển nhiên cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
ta trở về đã nhiều năm, đúng rồi, ta lại gặp được Phán Nhi, a, nàng đây. Diệp Thi Vũ nhìn xem bốn phía quỷ sát bóng người, khắp nơi tìm kiếm lấy Vân Phán Nhi thân ảnh. Tiêu Phàm cau mày, hướng về bên cạnh nữ tử nói cho các ngươi biết cung chủ, Vân Phán Nhi đi nơi nào. Nữ tử kia thân thể run rẩy kịch liệt, bất quá vẫn là lấy dũng khí, run rẩy nói, khởi bẩm cung. Cung chủ, phó cung chủ muốn giết Tiêu phủ chủ, hiện tại đào tẩu, cái gì? Nàng trốn đi đâu rồi? Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp lạnh lẽo, sát khí lạnh lẽo từ trên người nàng nở rộ mà ra, ta liền nói nàng trở nên như trước kia có chút không giống, nàng lại muốn giết ngươi. Diệp Thi Vũ sát khí cũng không phải giả, trên đời này, từ khi nàng ca ca Diệp Lâm Trần chết rồi, Tiêu Phàm chính là nàng người tín nhiệm nhất. Vân Phán Nhi vậy mà muốn giết Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ lần sau gặp gỡ Vân Phán Nhi cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Tính, Tiêu Phàm khoát khoát tay, hai vợ chồng mấy chục năm không gặp, hắn có thể không muốn bởi vì Vân Phán Nhi sự tình mà cùng bản thân thê tử nháo không thoải mái. Đúng rồi, Thi Vũ, người tất nhiên trở về, vì sao không đi tìm lão đại và lão nhị bọn họ? Sư tôn để cho ta rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ về sau, tình trạng của ta còn không phải rất ổn định, liền không có nghĩ đến cho bọn hắn làm loạn thêm. Hơn nữa, ta không phải đã nói, muốn tái hiện Vô Trần Thiên Cung sao? Diệp Thi Vũ khẽ mỉm cười nói, trên mặt hơi có chút tự hào. Những người này là, Tiêu Phàm lại nhìn bốn phía quỷ vô số tu sĩ nói. Coi như Diệp Thi Vũ có thể thành lập Vô Trần Thiên Cung, có thể toàn bộ Vô Trần Thiên Cung, cũng không thể chỉ có một mình hắn a, những người này cho hắn một loại cảm giác rất kỳ lạ, thậm chí không giống người. Bọn họ là sư tôn sáng tạo linh nhân, chỉ có hồn thể, không có nhục thân. Diệp Thi Vũ giải thích nói. Cửu U quỷ chủ làm, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, những cái này cái gọi là linh nhân, thực lực cũng không yếu, đều là thánh tôn cảnh, xem ra, cửu U quỷ chủ cũng không tính là nhỏ khí. Chí ít, đối Diệp Thi Vũ tên đồ đệ này cũng không tệ lắm. Phu quân, nếu không, ta để Vô Trần Thiên Cung quy thuận Vô Tận Thần Phủ. Diệp Thi Vũ đột nhiên suy nghĩ một chút nói. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, người thân là Vô Trần Thiên Cung truyền nhân. Liền hảo hảo phát triển Vô Trần Thiên Cung a, quay đầu thành lập một cái truyền tống trận, hai phương lẫn nhau có thể chiếu ứng liền có thể. Tốt, Diệp Thi Vũ gật gật đầu. Đúng rồi, đây là Tả Vũ. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ lại, một bên còn có Tả Vũ đây. Người tốt, Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, khẽ gật đầu ra hiệu. Tả Vũ một trận lúng túng, người nha, loại này cảm giác quá khó chịu, bản thân vậy mà ở đây làm bóng đèn. Hắn ngược lại là rất muốn rời đi, nhưng hắn còn phải chờ Tiêu Phàm a, sớm biết, bản thân liền không nên tới Vô Trần Thiên Cung. Lần này tốt rồi, Tiêu Phàm đoán chừng phải vài ngày không thể xuống giường, chính mình cái này độc thân cậu còn phải bồi tiếp hắn, nghĩ đến đều có chút buồn bực. Tả Vũ, chờ mấy ngày chúng ta rồi lên đường. Quả nhiên, Tiêu Phàm trực tiếp nói. Tả Vũ vẻ mặt im lặng, một bộ ta sớm biết dáng vẻ, tất nhiên ngươi đều quyết định. Ta còn có thể nói cái gì đây? Vài ngày sau, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ lưu luyến không rời phân biệt, hai vợ chồng mấy chục năm không gặp, tự nhiên là như keo như sơn. Đồ ngốc, chỉ là tách ra mấy ngày mà thôi, qua chút thời gian ta tới đón ngươi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thi Vũ sợi tóc. Diệp Thi Vũ nhu tình cười một tiếng, bất quá, đáy mắt của nàng chỗ sâu, lại là hiện lên một vòng ưu sầu, há miệng muốn nói. Có thể cuối cùng vẫn nghẹn về trong bụng. Thi Vũ, người yên tâm, ta sẽ không buông tha tìm kiếm chúng ta hài tử. Tiêu Phàm ánh mắt kiên định nói. Trên thực tế, Tiêu Phàm những năm này tiến về thiên hoang, trong bóng tối nghe nhân thế gian không ít chuyện. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại là không thu hoạch được gì, hắn căn bản không có lấy được liên quan tới trong nhân thế bất cứ tin tức gì. Thậm chí, giống như nhân thế gian căn bản không tồn tại thiên hoang một dạng. Đương nhiên, liên quan tới bọn họ hài tử sự tình, Tiêu Phàm cũng không có trương dương, bằng không mà nói, tìm quân bách nhẫn mới có thể thu hoạch một vài thứ. Tiêu Phàm càng nghĩ vẫn bỏ qua ý nghĩ này, vạn nhất tin tức tiết lộ, thiên hoang về sau dùng con của hắn đến uy hiếp hắn đây. Người khác có lẽ không làm được loại chuyện này, có thể thiên hoang, Tiêu Phàm sớm đã không đối với hắn ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Ừ, ta tin tưởng chúng ta hài tử, còn sống. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, hai mắt ửng đỏ.
ta cam đoan, nhất định đem hắn mang về bên cạnh ngươi. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Thở sâu, Tiêu Phàm dứt khoát quay đầu rời đi. Hắn nhất định phải đi tìm tà thần, biết rõ ràng một ít chuyện. Rốt cục có thể đi, Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm đến, tựa như đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại trêu ghẹo nói, Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi lúc nào có thể tử, ta sao không biết rõ. Chuyện ngươi không biết rất nhiều, Tiêu Phàm trợn trắng mắt, không cùng ngươi đơn này thân chó so đo. Tà Vũ kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, đây quả thực là một vạn điểm bạo kích. Hai người đạp không mà lên, cực tốc hướng về tà thần cổ vực bay đi. Trên đường, Tiêu Phàm vẫn muốn hắn hài tử sự tình, mặc dù thời gian mấy chục năm đi qua, nhưng hắn y nguyên tin tưởng vững chắc, con của mình còn sống. Lúc này, khoảng cách vô tận thần sơn cách đó không xa một mảnh hư không, đột nhiên đã nứt ra một đạo to lớn khe hở. Ha ha, ta hướng thiên la lại trở về. Đột nhiên, hư không truyền ra một tiếng cười như điên, ngay sau đó, mười mấy bóng người từ hư không liệt phùng bên trong bước ra, khí thế cường đại quét sạch bốn phương tám hướng. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, có lẽ có thể liếc mắt liền nhận ra một người cầm đầu trung niên nam tử, người này chính là lúc trước bị Tiêu Phàm trục xuất Vạn La Đế vực đời trước vực chủ Hướng Thiên La. Con của hắn chính là Vạn La Đế vực vực chủ, bị Tiêu Phàm giết chết, đồng dạng, hắn tôn tử Hướng Nam Thiên cùng Tiêu Phàm ở Bách Sát chiến trường kết thù, cũng bị Tiêu Phàm giết chết. Hướng Vạn Đạo bởi vậy muốn hủy diệt Thiên Võ cổ vực, Tiêu Phàm khi lấy được Tu La tộc tán thành về sau, trước tiên giết tới Thiên La Đế vực. Trận chiến kia 10 điểm mạo hiểm, bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ thành công giết chết Hướng Vạn Đạo, cũng đem Hướng Thiên La cùng Hướng ra tổ địa trục xuất tiến nhập vô ngần hư vô. Bây giờ thời gian mấy chục năm đi qua, không nghĩ tới Hướng Thiên La hay là trở về đến. Hơn nữa, hắn trở nên trẻ lại rất nhiều, trên người tán phát khí tức, cũng xa so với lúc trước phải cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Phàm, người nằm mộng cũng nghĩ không đến, ta Hướng Thiên La còn có thể trở về a. Lần này, ta nhất định đem ngươi lột da chóc thịt. Hướng Thiên La trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Cũng khó trách hắn tự tin như vậy, một lần này trục xuất hư vô thời không, hắn không chỉ có chiếm được thiên đại tạo hóa, đột phá đến thánh tôn cảnh, hơn nữa Hướng gia cũng thu được cực lớn lợi ích. Mặt khác, Hướng gia một chút ngủ say thế hệ trước tu sĩ, cũng nhao nhao thức tỉnh. Hướng Thiên La mừng rỡ như điên, Hướng gia cường đại như thế, quét ngang thái cổ thần giới đều dễ như trở bàn tay. Có lẽ, Hướng gia có thể trở thành nhân tộc đệ nhất gia tộc cũng không nhất định. Lần này trở về, Hướng Thiên La có thể nói là dã tâm bừng bừng. Bất quá, hắn trước tiên nghĩ tới hãy tìm Tiêu Phàm báo thù, mối thù giết con, giết tôn mối thù, không đội trời chung. Đi, cùng ta tiến về Thiên Võ vực đại khai sát giới. Hướng Thiên La ý khí phong phát nói, sau đó mười mấy người bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Đang ở đi đường Tiêu Phàm, đột nhiên đã ngừng lại thân hình, mí mắt hơi nhíu. Làm sao, Tà Vũ không hiểu hỏi. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn về phía chân trời, hắn luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, nỗi lòng có chút không yên. Không có gì, Tiêu Phàm khoát khoát tay, chuẩn bị tiếp tục đi đường, nhưng mà một khắc sau, hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại ở bốn phía trên núi, ngưng tiếng nói, Tà Vũ, người có phát hiện hay không, có chút không đúng. Cái gì không đúng, Tà Vũ lơ đễnh nói, người sẽ không cho là còn không người nào dám tới chặn giết chúng ta à. Không đúng, không đúng, Tiêu Phàm hết sức chân thành nói, từ vô trần thiên cung rời đi về sau, chúng ta trên đường đi gặp được không ít sơn mạch, bất quá không biết vì sao, những cái kia sơn mạch cho ta một loại 10 điểm cảm giác không thoải mái. Về sau hai chúng ta liền chủ động tránh đi những cái kia sơn mạch, một đầu hai đầu sơn mạch thì cũng thôi đi, nhưng chúng ta gặp cổ quái sơn mạch có tầm 10 đầu. Tà Vũ biểu tình vẻ trầm tư, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là chuyện như thế. Trở về, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, quay người liền chuẩn bị hướng thối lui. Nhưng mà, bọn họ còn không có phóng ra bước chân, bốn phía hư không bỗng một trận biến hóa, sau đó đấu chuyển tinh di. Hai người bị một cỗ lực lượng khổng lồ trói buộc, một sát na kia vậy mà không có phản kháng lực lượng. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, một đạo kiếm khí bén nhọn tập trung vào mi tâm của hắn, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm không chút do dự thôi động thời không bản nguyên chi lực, tránh thoát cỗ kia trói buộc.
nhưng vẫn như cũ tràn đầy nửa nhịp, một thanh kiếm sắc trong nháy mắt xuyên qua hắn trái tim, chẳng biết lúc nào, một bóng người bóng quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Phàm nhìn mình chằm chằm ngực lợi kiếm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lại có người như vậy đường hoàng ám sát bản thân, hơn nữa còn bị đối phương thành công. Mấu chốt là, bản thân liền am hiểu sát thủ một đạo hắn, vậy mà sớm không có phát hiện, mà là hậu chi hậu giác. Tự tìm cái chết, Tà Vũ cũng tránh thoát cô kia trói buộc chi lực, một trường hướng về Tiêu Phàm trước người thân ảnh vỗ tới. Nhưng mà, thân ảnh kia tốc độ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt rời khỏi mấy trăm dặm, xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi, hắn cầm kiếm mà đứng, thần sắc lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm cùng Tà Vũ. Một kích thành công, sát thủ cũng không hề rời đi, ngược lại phách lối đứng ở cái kia chờ đợi. Tiêu Phàm bưng bít lấy lồng ngực của mình, hoàng kim huyết dịch phun ra, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Có độc, Tà Vũ sắc mặt biến hóa, dày đặc khí lạnh hướng về đối diện đạo kia thân ảnh, bất quá cũng không có xông đi lên, hắn nhất định phải bảo vệ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điển, khôi phục nhanh chóng thương thế, về phần độc trong người, Tiêu Phàm một lần liền nhận ra đi ra, lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Ngươi là ai? Tiêu Phàm lạnh như băng hướng về bóng đen đối diện, thấy được một tấm lạnh lùng khuôn mặt. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tà Vũ cũng cực kỳ không bình tĩnh, ánh mắt không ngừng ở Tiêu Phàm cùng đối diện sát thủ trên người bồi hồi, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Tiêu Phàm, sau nửa ngày, Tà Vũ kinh hô không thôi. Tiêu Phàm, cũng khó trách Tà Vũ khiếp sợ như vậy, Tiêu Phàm rõ ràng ở bên cạnh hắn a, nhưng đối diện Hắc Bảo Nhân, lại có một tấm cùng Tiêu Phàm giống nhau y hệt khuôn mặt. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Tà Vũ tuyệt đối cho rằng mắt mình hoa. Lấy hắn thực lực, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra, đối diện Hắc Bảo Nhân không có thay đổi khuôn mặt, dù sao, đối phương khí tức trên thân cùng Tiêu Phàm hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, người này cùng Tiêu Phàm thật cực kỳ rất giống. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Thậm chí, hắn có một loại kỳ lạ huyết mạch cảm giác, Hắc Bảo Nhân này cùng hắn có liên hệ lớn lao. Nhưng mà, Hắc Y Nhân lại là thần sắc hờ hững, cũng không trả lời Tiêu Phàm lời nói. Sau một khắc, hắn lấy tay vung lên, loại kia lực lượng quỷ dị lần nữa xuất hiện, thậm chí, so vừa rồi mạnh hơn gấp bội. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, một lần này, bọn họ có chuẩn bị, mặc dù đối phương mượn nhờ trận pháp lực lượng, khiến cho trói buộc chi lực gia tăng, nhưng hai người còn chưa tới không thể động đậy cấp độ. Ngươi là nhân thế gian người. Tiêu Phàm mí mắt trao lên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng, 10 điểm khẩn cấp muốn biết một đáp án. Người chết là không cần biết rõ quá nhiều. Hắc Bảo Nhân rốt cục mở miệng. Đột nhiên, hắn thân ảnh một trận biến ảo, trong nháy mắt biến thành mấy chục cái, để người căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn. Linh hồn phân liệt năng lực. Tiêu Phàm thở sâu, đối loại này linh hồn thiên phú, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn nữa, có vẻ như đối phương linh hồn phân liệt năng lực so với hắn mạnh hơn, liền tựa như, hắn linh hồn phân liệt năng lực chỉ là hậu thiên, mà đối phương lại là tiên thiên. Hô hô, không đợi Tiêu Phàm kinh ngạc, mấy chục đạo bóng đen đồng thời xuất thủ, khí thế kinh khủng mãnh liệt. Hắc Y Nhân rõ ràng chỉ là trung phẩm thánh tôn cảnh tu vi, nhưng giờ phút này tán phát khí tức, lại hoàn toàn không kém gì thượng phẩm thánh tôn, thậm chí càng mạnh. Ta đi giết hắn. Tà Vũ lạnh rên một tiếng, đằng đằng sát khí nói. Một sát thủ, ám sát không thành công, không có rút đi thì cũng thôi đi, lại còn nghĩ lần thứ hai xuất thủ, hơn nữa còn là tấn công chính diện. Cái này cũng quá khinh thường bọn họ, để Tà Vũ rất khó chịu. Chờ một chút, không đợi Tà Vũ phóng ra bước chân, Tiêu Phàm lại là kéo hắn lại. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt chia ra mấy chục đạo linh hồn phân thân. Hướng về Hắc Bảo Nhân linh hồn phân thân đánh tới. Mà hắn tâm thần, lại gắt gao tập trung vào Hắc Bảo Nhân bản thể. Hắc Bảo Nhân cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên, hắn lấy được trong tin tức, Tiêu Phàm linh hồn phân liệt năng lực, cũng không có hắn bây giờ thấy được cường đại như vậy. Chỉ một lát sau, Hắc Bảo Nhân linh hồn phân thân toàn bộ chém giết, Tiêu Phàm linh hồn phân thân lại chỉ diệt một nửa. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Hắc Bảo Nhân thân hình trong nháy mắt tiêu tán. Thuấn di thần thông, không đúng,
hắn chỉ là hồn thể, không có nhục thân. Tả Vũ kinh hô không thôi, nhiều năm như vậy, hắn thật lâu chưa từng gặp qua cường đại như vậy người. Bậc này thiên phú, nhưng hắn đều có chút nho nhỏ hâm mộ. Không phải hồn thể, mà là hồn tộc huyết mạch thiên phú. Tiêu Phàm lại là khẽ mỉm cười nói. Ngươi còn cười được, Tả Vũ trợn trắng mắt. Ngươi nha, đối phương rất cường đại tốt a, như vậy yêu nghiệt thiên phú, chính diện ứng phó đều có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói lén ám sát. Hơn nữa, đối phương bây giờ còn chỉ là trung phẩm thánh tôn cảnh, nếu để cho hắn đột phá thượng phẩm thánh tôn cảnh, còn đến mức nào? Tiêu Phàm càng là càng cười càng vui vẻ, sau nửa ngày, hắn vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Tả Vũ nói, hắn, có thể là nhi tử ta. Cái gì? Tả Vũ quỷ kêu một tiếng, đưa tay sờ sờ Tiêu Phàm cái trán, nói, ngươi không phát sốt à, ta còn tưởng rằng ngươi đỏ choáng đây, ngươi từ đâu tới nhi tử? Ta thê tử ngươi không phải thấy qua sao? Vì sao không có nhi tử? Tiêu Phàm lại là nhếch miệng cười nói. Hắn sờ lên ngực máu tươi, trong lòng khổ sở không thôi, nhiều lần như vậy bị ám sát, không nghĩ tới lần thứ nhất kém chút chết thời điểm, lại là chết ở con trai mình trong tay. Tả Vũ một trận trầm mặc, không biết làm sao phản bác. Tiêu Phàm có được linh hồn phân liệt năng lực, đối phương cũng có, Tả Vũ rất rõ ràng, có chút thần thông là có thể di truyền. Bất quá, cái này vẫn như cũ không thể chứng minh đối phương là Tiêu Phàm nhi tử, dù sao, trên đời rất nhiều chuyện đều rất trùng hợp. Mặt khác, ta thê tử có được hồn tộc huyết mạch. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, hắn hiển nhiên cũng đoán được Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, hơn nữa, ta vừa rồi ở trên người hắn cảm nhận được huyết mạch lực lượng. Tả Vũ yên lặng, nếu quả thật như Tiêu Phàm lời nói, cái kia khả năng này thật rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không có gì ngoài những cái này chứng minh, mấu chốt nhất là, cái kia hắc bào sát thủ, cùng Tiêu Phàm lớn lên quá giống. Sau nửa ngày, Tả Vũ mới nói, ngươi vì sao vừa rồi không nói cho hắn. Có lẽ, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, chăm chú nhìn Tả Vũ nói, còn không phải lúc, hắn lực lượng sau lưng quá mạnh. Ngươi nói là nhân thế gian, Tả Vũ hồi tưởng lại Tiêu Phàm lời nói mới rồi. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bất quá Tiêu Phàm có thể nói với hắn nhiều như vậy, Tả Vũ vẫn còn có chút cao hứng, đây là Tiêu Phàm đối hắn tín nhiệm. Hắn mới vừa sinh ra thời điểm, liền bị nhân thế gian mang đi. Tiêu Phàm không có phản bác. Câu kia thiên địa ung dung, mênh mông nhân thế, có thể giống như một tòa núi lớn một dạng áp ở hắn trong lòng. Nhất là hắn tiến về thiên hoang nhiều năm như vậy. Vậy mà không có hỏi thăm đến nhân thế gian bất cứ tin tức gì, đây càng là để Tiêu Phàm áp lực tăng gấp bội. Tiêu Phàm hiện tại sở dĩ cùng Tả Vũ nói, cũng là bởi vì hắc bào nhân cường đại, nếu như đối phương thực sự là hắn nhi tử, lấy hiện tại trung phẩm thánh tôn cảnh thực lực, hẳn là có sức tự vệ. Nhân thế gian ta biết rất ít, Tả Vũ khó được lộ ra ngưng trọng, trước kia nghe sư tôn nói qua, thế lực này rất thần bí, vừa chính vừa tà. A, nói thế nào? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cũng không nghĩ bản thân nhi tử ngộ nhập lạc lối. Bọn họ mặc dù đặt chân thiên hoang, nhưng sẽ không vì ứng phó dị ma mà ra lực, duy nhất có thể làm cho bọn họ xuất thủ là lợi ích. Tả Vũ ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Dừng một chút lại nói, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, dù cho để bọn hắn đi giết tam đại thế tộc tộc trưởng, bọn họ cũng sẽ làm, đồng dạng dám làm. Thiên hoang tam đại thế tộc, thập đại gia tộc. Tăng thêm thiên hoang thần các, đủ để nghiền ép bất kỳ thế lực nào rồi a, vì sao không đem hắn nhổ tận gốc? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Tả Vũ lại là đắng chát cười một tiếng, nói, những đại gia tộc này, cái nào cùng nhân thế gian không có liên lụy? Chẳng lẽ những đại gia tộc này chẳng lẽ liền không ích kỷ sao, bọn họ có thể chưa chắc sẽ đồng tâm hiệp lực, nhân thế gian liền là ở cái này trong khe hẹp sinh tồn rất thoải mái. Xem ra, mỗi một thế lực cổ xưa, đều có hắn sinh tồn chi đạo. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn qua hắc bào nhân rời đi thân ảnh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Kỳ thật, coi như bọn họ nghĩ hủy diệt nhân thế gian, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tả Vũ lại sâu sắc thở dài, nói, nhân thế gian sở dĩ có thể trường tồn, mấu chốt vẫn là hắn thực lực đủ mạnh, người có nghe nói qua Nhất Hoàng Thất Phương. Nhất Hoàng Thất Phương, bọn họ là thực lực gì? Tiêu Phàm sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này xưng hô. Dù sao, hắn đối nhân thế gian hiểu quá ít.
Tà Vũ dừng một chút, nói ta nghe sư tôn nói qua, bảy đại nhân vương, đều là thiên tôn cảnh tu vi, về phần cái kia nhân hoàng, có thể áp đảo bảy đại nhân vương, người có thể tưởng tượng một lần hắn thực lực. Tê Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Bảy đại nhân vương, từng cái đều là thiên tôn cảnh. Nói cách khác, nhân thế gian có được thất đại thiên tôn cảnh cường giả tỏa chấn, thực lực như vậy, dù cho thiên hoàng thần các cũng có vẻ không bằng a. Mấu chốt nhất là người kia hoàng, nhất định là vượt qua thiên tôn cảnh, cái kia như thế nào tu vi. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, hắn vốn chỉ muốn, nếu như người áo đen kia thật là con trai của hắn, cái kia mình vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp từ nhân thế gian giải cứu ra. Nhưng hiện tại xem ra, đừng nói hắn chỉ là thượng phẩm thánh tôn, coi như hắn đột phá nguyên tôn cảnh, thậm chí pháp tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể làm đến. Cái kia nhân hoàng là thực lực gì? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi. Dù cho tu la truyền thừa bên trong, cũng vẻn vẹn ghi lại thiên tôn cảnh tu vi, hắn còn không biết, vượt qua thiên tôn cảnh, là cảnh giới gì. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều tưởng rằng thiên tôn cảnh, chính là thế gian cao cấp nhất lực lượng. Không nghĩ tới, trên đời còn có vượt qua thiên tôn cảnh thực lực. Ta cũng không biết, nếu như chúng ta kiếp này hữu cơ sẽ đạt tới, cái kia liền hiểu. Tà Vũ lắc đầu. Trong mắt đối cảnh giới kia, tràn đầy nồng nặc chờ mong. Tiêu Phàm vẻ mặt cười khổ, cũng không lại xoắn suýt vấn đề này. Vậy chờ cảnh giới, đối với hiện tại hắn mà nói, quá xa vời. Hai nhân mã không ngừng nghỉ đi đường, không sai biệt lắm một ngày sau đó, một cỗ nồng nặc mênh mông chi khí đập vào mặt, khắp nơi bên trong lộ ra nhàn nhạt tang thương cùng cổ lão vận vị. Tiêu Phàm liền thiên hoang đều đi qua, nhưng thấy đến mảnh này cổ vực. Hắn vẫn như cũ có chút chấn kinh, luôn cảm giác nơi này có chút khác biệt. Nơi này chính là tà thần cổ vực, nửa canh giờ, chúng ta liền có thể đến vạn cổ thành. Tà Vũ trong mắt mang theo một tia vội vàng, hận không thể lập tức nhìn thấy hắn sư tôn một dạng. Vạn cổ thành, Tiêu Phàm đã không phải lần đầu tiên nghe được danh tự này, chỉ là trước kia hắn cũng không thế nào quan tâm, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại là nghe được không giống tầm thường ý vị. Bởi vì đoạn thời gian trước, hắn từ dị ma trong miệng, chiếm được một cái xưng hô, vạn cổ thần mộ. Vạn cổ thành sớm tại trên trăm vạn năm trước liền tồn tại, vẫn luôn là xưng hô như vậy. Tà Vũ nhún nhún vai, hắn đối tên này cũng có chút mơ hồ, bất quá cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, tất cả những thứ này nghi hoặc, có lẽ chỉ cần thấy được tà thần, có thể có được đáp án. Hai người dừng lại chốc lát, tiếp tục đi đường. Nửa canh giờ về sau, một tòa cổ xưa thành chỉ in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Trong thành đứng vững một chút cổ quái kỳ lạ kiến trúc, mặc dù không có loại kia nguy nga hùng hồn cảm giác, thậm chí nhìn qua có chút thấp bé. Nhưng là, mỗi một dãy nhà đều có một phong cách riêng, tản ra tuế nguyệt đặc thù khí tức. Dù cho thiên hoang những cổ xưa kia thành trì, ở Tiêu Phàm xem ra, cũng không có trước mắt tòa này thành trì lâu đời. Nơi này có lẽ thật cất giấu cực lớn bí mật. Quỷ dị chính là, vạn cổ thành bên trong 10 điểm quạnh quẽ, cũng không có quá nhiều bóng người, chỉ có số ít tu sĩ đang đi tuần. Tà Vũ, người rốt cục bỏ được trở về. Hai người vừa mới giáng lâm trên một cái quảng trường, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Kiếm nhị thúc, người làm sao cũng quay về rồi. Tà thần vẻ mặt kinh ngạc. Gặp qua kiếm tà vương tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Hắn cũng nhận ra người tới, chính là lần trước xuất thủ cứu hắn kiếm tà vương. Kiếm tà vương sảng khoái cười một tiếng, nói, không nghĩ tới người thật đến, đi thôi, ta dẫn người đi gặp chủ nhân. Chủ nhân, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị, kiếm tà vương không phải tà thần huynh đệ sao, lại không ra sao cũng hẳn là thuộc hạ A, làm sao biểu hiện liền cùng nô tài một dạng. Cái này khiến Tiêu Phàm đối tà thần càng hiếu kỳ hơn lên, đến cùng là một người như thế nào. Mới có thể thu phục kiếm tà vương bậc này tuyệt thế cường giả. Xin tiền bối dẫn đường, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn gặp tà thần. Mời, kiếm tà vương đối Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm khách khí, bất quá gặp lại tà thần chuẩn bị theo kịp thời điểm, kiếm tà vương nghiêm sắc mặt, nói, tà vũ, chính ngươi đi một bên chơi. Tà vũ vẻ mặt phiền muộn, có chút không phục nói, Tiêu Phàm đều có thể gặp sư tôn, ta dựa vào cái gì không được. Kiếm tà vương còn chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, hư không một đạo mờ mịt thanh âm vang lên,
nhường hắn cùng một chỗ vào đi. Đúng, kiếm Tà Vương thần sắc nghiêm lại, thân thể đứng thẳng tắp. Một bên Tà Vũ trên mặt hiện lên một tia đắc ý, mà Tiêu Phàm lại là nhíu mày, trong lòng âm thầm nói thầm, thanh âm này, làm sao cảm giác ở nơi nào nghe qua đây. Tiêu Phàm ở trong ngượng ngùng đi theo kiếm Tà Vương bước chân, nhưng hắn kinh ngạc là, bọn họ vòng qua từng tòa cung điện, tiến nhập vạn cổ thành nhất giải đất trung tâm một mảnh dãy cung điện. Dãy cung điện đen như mực, phía trên điêu khắc mạ vàng đường vân, chỉ bất quá bởi vì dấu vết tháng năm, đã trở nên 10 điểm mơ hồ. Ở tại bọn hắn bước vào dãy cung điện trung tâm nhất đất trống thời khắc, hư không đột nhiên một trận biến ảo, đấu chuyển tinh di, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Chỉ một thoáng, hư không trống rỗng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy trực tiếp đem Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai cái nuốt vào. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, cũng may mấy tức về sau, mọi thứ đều khôi phục bình tĩnh. Nơi này là, Tiêu Phàm nhìn xung quanh bốn phía, trực tiếp kinh hô mà ra. Tà Vũ cũng kinh hãi không thôi, hiển nhiên, hắn cũng chưa từng có tới qua nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn họ vị trí, là một mảnh rộng lớn vô ngần tinh vực, vô số đầu tinh hà liên tiếp quấn giao cùng một chỗ, tạo thành một mảnh sắc thái sặc sỡ tinh vân. Ở cái kia tinh vân trước mặt, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được bản thân nhỏ bé. Hơn nữa, bọn họ có thể thấy rõ ràng, phía trước có không ít tinh thần không ngừng vỡ nát, hóa thành từng đợt ánh lửa tại hư không nổ tung, chói lọi hết sức. Đồng dạng, cũng có được vô số tinh thần chậm rãi ngưng tụ thành hình, cấm chỉ trước đó những cái kia vị trí của ngôi sao. Như thế lặp lại, dường như không có điểm cuối cùng. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, một ngôi sao phía trên ngồi một người mặc hắc sắc mây áo thân ảnh, bị đưa lưng về phía hai người, bóng lưng sáng tối chập chờn. Tấm lưng kia, nhìn qua hết sức gầy gò, lại chẳng biết tại sao, tản ra một cỗ khí thế ngút trời, áp một mảnh kia phiến tinh vân đều không thể động đậy. Sư tôn, Tà Vũ khẽ gọi nói, cung kính cho tấm lưng kia được một cái lễ. Tà thần, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem bóng lưng kia, trên mặt lộ ra không thể tin. Cũng khó trách hắn không tin, trước mắt bóng lưng, rõ ràng là một cái lão giả bóng lưng a, tà thần xuất đạo mới bao nhiêu năm, thái cổ thần giới tính toán đâu ra đấy gần một vạn năm a, làm sao sẽ trở nên như thế giả nua. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, cũng đúng lúc này, tà thần đột nhiên chậm rãi quay người, lộ ra một tấm giả nua, lại khí chất phi phàm, hòa ái hiền hòa gương mặt. Sau một khắc, Tiêu Phàm toàn thân run rẩy kịch liệt lên, nhìn qua tà thần, bờ môi hơi hơi rung động. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xoay người lại tà thần, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm đột nhiên thật sâu khom người xuống, cung bái nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiêu Phàm, người gặp qua sư tôn, một lần này, đến phiên Tà Vũ kinh ngạc. Cái này không đúng a, nếu như hai người bọn họ gặp qua, tà thần cũng sẽ không để bản thân mang Tiêu Phàm tới gặp hắn. Đồng dạng, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không cấp thiết như vậy tới gặp tà thần. Nhưng nhìn Tiêu Phàm dáng vẻ, cái này lại không giống làm bộ, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Chưa từng gặp qua, Tiêu Phàm cười lắc đầu. Không sai, hắn xác thực chưa từng gặp qua tà thần, chỉ bất quá, hắn nghe qua tà thần thanh âm. Mấy ngày trước, hắn bị Vân Phán Nhi ném vào thời không chi hà bên trong, đột nhiên toát ra một cái lão giả thanh âm nhắc nhở hắn, cứu hắn một mạng. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm khả năng đã sớm nghịch thời không chi hà mà lên, mê thất ở thời không chi hà chúng. Chính là bởi vì cái kia trong bóng tối lão giả nhắc nhở, Tiêu Phàm mới có thể còn sống rời đi thời không chi hà. Mà cái kia không có hiện thân lão giả thần bí, chính là trước mắt tà thần. Tiêu Phàm không có giải thích quá nhiều, mà là chăm chú nhìn tà thần, có vẻ hơi câu nệ. Phải biết, tà thần thế nhưng là thiên hoang các đại gia tộc cùng thế gia vọng tộc đều kiêng kỵ nhân vật a, vạn năm trước đó liền uy danh hiển hách. Bây giờ vạn năm đi qua, tà thần thực lực sợ là sớm đã đạt đến công tham tạo hóa cấp độ. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm hết sức tò mò, tà thần rõ ràng nổi danh chỉ có vạn năm thời gian, nhưng bây giờ nhìn qua đã vậy còn quá già nua, ở tà thần trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tà thần tiền bối, Tiêu Phàm thở sâu, chủ động mở miệng. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, tà thần liền ngắt lời hắn, chỉ phía dưới biến ảo khó lường tinh vân nói, có cái gì nghi hoặc,
chờ chút lại nói, hiện tại theo ta nhìn xem mảnh này tinh vân, chờ chút các ngươi nói cho ta biết, các ngươi nhìn thấy cái gì. Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem trong lòng nghi ngờ tạm thời giấu ở trong lòng, Tà Vũ cũng giống như thế, ánh mắt hai người đồng thời chuyển hướng cách đó không xa chói lọi nhiều màu tinh vân. Sau một khắc, hai người biểu lộ không giống nhau, nhưng ánh mắt lại là đồng thời trở nên ngây dại ra, đứng ở đó không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, Tà Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, thân thể lung la lung lay, y phục đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hết sức. Mà Tiêu Phàm lại là biểu tình dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, kinh khủng sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, sát khí càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn muốn đột phá một loại nào đó giới hạn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm tựa như đã mất đi khí lực, bỗng phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Khi hắn tỉnh lại sau, trên mặt vẫn như cũ lộ ra đằng đằng sát khí bộ dáng, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Tà thần chậm rãi mở miệng, nhìn chăm chú hai người nói. Tà Vũ thở sâu, trầm ngâm nói, ta thấy được vô tận hủy diệt về sau, lại có tân sinh, sau đó lần nữa hủy diệt, ta nghĩ ngăn cản tất cả những thứ này, lại bất lực, cuối cùng cũng bị hủy diệt lực lượng giết chết. Tà thần không nói, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, mới nói ta thấy được vô tận dị ma xâm nhập thái cổ thần giới, không ngừng giết chóc. Vì đem bọn hắn đuổi đi ra, ta trắng trợn giết chóc, có thể dị ma quá nhiều, bằng vào sức một mình ta còn thiếu rất nhiều, cuối cùng bị vô số dị ma ngược sát mà chết. Hai người nghĩ đến bản thân vừa mới thấy hình ảnh, vẫn như cũ có chút bận tâm thụ sợ. Nhưng hiện tại lại nhìn tinh vân bình tĩnh như thường, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, cái kia là các ngươi tương lai, các ngươi sẽ làm thế nào? Tà thần ý vị thâm trường nói. Tương lai, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người kinh ngạc hết sức, hai người hoàn toàn không biết thật giả, có thể tà thần căn bản không có lừa bọn họ tất yếu. Ta sẽ tiếp tục lựa chọn của ta, Tiêu Phàm thở sâu, vô cùng kiên định nói. Tà Vũ cũng gật gật đầu, không có mở miệng, nhưng hắn cũng đồng dạng là kiên trì bản thân lựa chọn. Tà thần mỉm cười, không có đánh giá hai người lựa chọn. Mà là nhìn chăm chú phía dưới tinh vân nói, các ngươi có biết, cái này tinh vân bên trong là cái gì? Là cái gì? Tà Vũ không chút nghĩ ngợi hỏi. Vạn cổ thần mộ, Tiêu Phàm dừng lại chốc lát, lúc này mới phun ra mấy chữ, bất quá ngữ khí của hắn cũng không phải rất khẳng định. Tà thần hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, nói, ngươi biết vạn cổ thần mộ. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn phải biết nhiều, cái gì là vạn cổ thần mộ? Tà Vũ ngược lại có chút không hiểu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói vạn cổ thần mộ mấy chữ này. Tà thần ánh mắt chuyển xuống phía dưới tinh vân, nói, vạn cổ thần mộ, tự nhiên là vạn cổ vô số thần linh mộ địa, đương nhiên, hắn còn có một cái tên khác, luân hồi táng địa. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người nhìn nhau, cũng khó khăn che đậy trong ánh mắt vẻ kinh hãi. Không đợi hai người tiếp tục mở miệng, tà thần thanh âm tiếp tục vang lên, nơi này. Táng lấy không chỉ có chỉ là chư thần, còn có thái cổ thần giới tam cổ, hoang cổ, viễn cổ cùng thượng cổ. Tam cổ ở chỗ này, không ngừng luân hồi, vĩnh viễn cũng vô pháp nhảy ra luân hồi, bởi vậy nó cũng nói là luân hồi táng địa. Táng lấy tam cổ, Tà Vũ thở sâu, ngay sau đó lại nghĩ tới một vấn đề khác, vậy thái cổ cùng loạn cổ đây? Phải biết, thượng cổ trước đó là viễn cổ trước đó là loạn cổ trước đó là hoang cổ. Hoang cổ trước đó, mới là thái cổ. Nhưng tà thần nói tới tam cổ, cũng không có thái cổ cùng loạn cổ. Loạn cổ chỉ là một cái hư xưng, nó cũng không phải là một cái chân chính thời đại, chẳng qua là hoang cổ cùng viễn cổ quá độ thời kỳ mà thôi, nhưng thật ra là thuộc về hoang cổ thời kỳ cuối, về phần thái cổ. Tà thần kiên nhẫn giải thích nói. Nói đến đây, tà thần ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm. Ý vị thâm trường cười nói, tiểu hữu hẳn phải biết thái cổ được chôn cất ở đâu a. Tiêu Phàm mí mắt một trận cuồng loạn, hắn đương nhiên biết rõ thái cổ được chôn cất ở đâu, không liền là ở hắn chấn thế đồng quan bên trong sao. Chấn thế đồng quan, chấn áp chính là thái cổ một đời. Chỉ là, vô luận thái cổ, vẫn là hoang cổ, không phải là một đoạn thời gian mà thôi sao. Bọn chúng lại không phải chân thực tồn tại, lại làm sao có thể hạ táng đây. Sư tôn. Đây là có chuyện gì? Bốn cổ không phải hủy diệt sao?
Tà Vũ vẻ mặt mộng bức, cái gì thượng cổ đại kiếp, chính là lời lẽ tầm thường vấn đề. Đồng dạng, viễn cổ cũng có viễn cổ đại kiếp, hoang cổ có hoang cổ đại kiếp, bọn chúng hủy diệt về sau mới có bây giờ sự tình phát sinh. Nhưng nghe tà thần cùng Tiêu Phàm khẩu khí, bốn cổ có vẻ như cũng không có chân chính biến mất, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc đây. Tà thần cũng không có giải thích cái gì, mà là lắc lắc đầu nói, bọn chúng là hủy diệt, nhưng một ngày kia còn sẽ xuất hiện. Tiền bối, người ý tứ là, vạn cổ thần mộ bên trong táng lấy vô số tu sĩ, bọn họ hay là hồi về sao? Tiêu Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, thở sâu hỏi. Tà thần gật gật đầu, nói, bọn họ có thể hay không trở về, cuối cùng mấu chốt, còn phải xem các ngươi, chúng ta. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ kinh ngạc hết sức, bốn cổ tu sĩ có thể hay không trở về, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tà thần ngữ không kinh chết người không thôi, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai cái đầu đều có chút chuyển đầu không được. Thật lâu, tà thần lúc này mới khẽ mỉm cười nói, ta là nói dựa vào sau này các ngươi, mà không phải các ngươi bây giờ, tốt rồi, lần này gọi các ngươi đến, là có một phần tạo hóa cho các ngươi, cái gì tạo hóa? Tà Vũ ánh mắt sáng lên nói. Tiêu Phàm cũng có chút mừng rỡ, có thể làm cho tà thần bậc này cường giả xưng là tạo hóa, vậy khẳng định không phải đơn giản cơ duyên a. Đột phá nguyên tôn cảnh tạo hóa, tà thần thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, nói, khả năng cần thời gian mấy tháng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lại đến a. Sư tôn, ta đã chuẩn bị xong, Tà Vũ ngược lại là không chút do dự, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đây. Vậy ngươi có thể tiến vào, tà thần chỉ phía dưới tinh vân, cười nói. Nhìn thấy tà thần nụ cười, Tà Vũ không kiềm hãm được giật cả mình, một cỗ lãnh ý lên cao trong lòng, đầu càng là giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Ngay sau đó, ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tà Vũ liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái này khiến Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu, người nhà đang sợ cái gì, đây không phải ngươi sư tôn sao, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi. Nhưng sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng trợn to hai mắt, nhịn không được hít một hơi lạnh. Chỉ thấy tà thần bỗng lấy tay vung lên, Tà Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, giống như một chiếc lá đồng dạng, cả người phiêu đãng mà lên, trực tiếp rơi vào cái kia cuồn cuộn tinh vân. Phải biết, vừa rồi bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua, liền dọa đến sắc mặt trắng bệch, cuối cùng chết ở cái kia tinh vân huyễn cảnh bên trong. Hiện tại tà thần đem Tà Vũ cả người ném vào, chẳng phải là chịu chết. Tiêu Phàm bỗng nhiên sợ run cả người. Hắn rốt cuộc biết Tà Vũ vì sao sợ hãi, cái này tà thần, quả nhiên có mấy phần tà tính. Tiền bối, ta còn có một ít chuyện, cần thời gian mấy tháng chuẩn bị. Tiêu Phàm vội vàng nói. Hắn ngược lại không phải nói láo, bây giờ rời đi vô tận thần phủ, hắn lo lắng nhất chính là dị ma xâm nhập, đến lúc đó hắn không ở, trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Dù cho thật muốn tiến vào tinh vân bên trong. Hắn cũng phải chờ vô tận thần phủ sự tình an ổn xuống mới được. Tà thần gật gật đầu, nhìn qua Tà Vũ biến mất ở tinh vân bên trong phương hướng, nói, hiện tại, trong lòng ngươi nếu là có cái gì nghi hoặc, có thể hỏi, có thể giải đáp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi bĩu môi. Làm sao, mỗi một cái đều là một dạng đức hạnh. Ngươi nói như vậy, để cho ta làm sao mở miệng hỏi thăm, chất vấn rồi a, ngươi cũng sẽ không nói. Không hỏi đi, giống như lại không nể mặt ngươi dáng vẻ. Lúc trước nhìn thấy sửa đường tổ ma, đối phương cũng là dùng những lời này đến qua loa hắn, cuối cùng Tiêu Phàm dứt khoát không hỏi. Bất quá nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm hay là hỏi, tiền bối, dị ma nói ngươi không thể rời đi vạn cổ thần mộ, là thật sao? Bây giờ dị ma xâm lấn, thái cổ thần giới nguy cơ sớm tối. Ân, ta xác thực tạm thời không thể rời đi nơi này. Tà thần nghiêm túc gật đầu. Nhìn qua cái kia vô tận tinh vân, đáy mắt chỗ sâu đều là ngưng trọng, về phần thái cổ thần giới, tạm thời không nguy hiểm gì, cho dù thiên hoang diệt, thái cổ thần giới cũng sẽ không hủy diệt. Tiêu Phàm không thể tưởng tượng nổi hướng về tà thần, nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra được, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là, tà thần tất nhiên nói như vậy, Tiêu Phàm tuyệt không cho rằng hắn đang nói láo. Chỉ là, thái cổ thần giới có vẻ như rất yếu a. Lại làm sao có thể sống đến cuối cùng đây? Thiên hoàng đã phong cấm tinh lộ, chúng ta, Tiêu Phàm vẫn còn có chút lo lắng. Phong cấm không tốt sao? Thái cổ thần giới nguyên lực chẳng phải không thể hướng chảy thiên hoàng,
cái này đối thái cổ thần giới mà nói, là một chuyện tốt, không phải sao? Tà thần khẽ mỉm cười nói. Đây là chuyện tốt, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, cái này tà thần, thật đúng là ngữ không kinh chết người không thôi a. Mỗi một câu nói nghe nói đi rất đơn giản, có thể cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại rất có một phen đạo lý. Tiêu Phàm không còn gì để nói, đành phải thay cái chủ đề, nói, trước đó tiền bối vừa lúc ở thời không chi hà bên trong đã cứu ta một mạng, tiền bối chẳng lẽ vừa lúc ở thời không chi hà bên trong. Hơn nữa ta ở mấy vạn năm trước chiến hồn đại lục liền nghe nói qua tiền bối, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Ta đã nói với ngươi, thời không chi hà chúng ta mặc dù có thể đi vào, nhưng là, muốn xuất hiện ở cái kia một đoạn lịch sử, thậm chí nghĩ đến thay đổi mà nói, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Tà thần chậm rãi giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này tà thần đúng là đã nói. Ngươi xem một chút bây giờ ta. Tà thần đột nhiên chỉ mình cái kia có chút khô bạch sợi tóc, cùng mặt mũi già nua nói, đây chính là ta trả ra đại giới. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Sau đó, trong đầu tất cả về sau sáng tỏ thông suốt. Khó trách tà thần ở thái cổ thần giới vạn năm trước liền nổi danh, nhưng lại xuất hiện ở chiến hồn đại lục khoảng cách bây giờ vài vạn năm trước đó, nguyên lai là hắn thật có được xuyên toa thời không năng lực. Nói cách khác, tà vũ trở thành đồ đệ của ngươi, cũng là ngươi vượt qua thời không thu. Tiêu Phàm thật không cách nào bình tĩnh. Chân chính xuyên toa thời không, cái này cần dạng gì thực lực mới có thể làm được. Tiêu Phàm phát hiện, bản thân vẫn là xem thường tà thần thực lực. Tà thần gật đầu một cái, nói, đó là một lần vô tình, ta nghịch thời không chi hà mà lên, gặp được hắn thiên phú trả qua phải đi, liền giúp hắn một lần. Tiêu Phàm biết rõ, tà thần mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng hắn biết rõ, tà thần vượt qua thời không cứu tà vũ, sợ là bỏ ra cái giá cực lớn. Thậm chí, tà thần như vậy già nua, đoán chừng cùng cứu tà vũ có quan hệ rất lớn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không hâm mộ tà vũ, chính hắn cũng có tốt sư tôn, hơn nữa còn là hai cái. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề, do dự nửa ngày mới nói, đúng rồi, tiền bối, người cũng đã biết ta tu la tộc táng. Hắn đi nơi nào? Vấn đề này, Tiêu Phàm một mực giấu ở trong lòng, cái kia thượng cổ đại kiếp về sau, đã từng cho vô số đại đế nhặt xác, lại chưa từng bị người nhớ người. Hơn nữa, đối phương thế nhưng là dung hợp hơn 9.000 loại thần huyết, kém chút tu luyện ra tu la đệ cửu biến tuyệt thế yêu nghiệt. Tiêu Phàm cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích hắn, chính là táng, đem tu la cửu biến truyền thừa cho hắn. Thế nhưng là, những năm gần đây, hắn một mực chưa nghe nói qua táng sự tích. Bất quá, Tiêu Phàm một mực tin tưởng vững chắc táng còn sống, thượng cổ đại kiếp về sau, có thể giết chết táng người, tuyệt đối cực kỳ thưa thớt. Táng, tà thần nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm nói, ta cũng không biết hắn đi nơi nào, chỉ là đã từng cùng hắn có qua gặp mặt một lần. Cho dù ta biết thì có ích lợi gì, hắn nếu không chết, người về sau tự nhiên sẽ biết rõ, nếu như chết. Bất quá, ta tin tưởng hắn không chết. Nói giống như chưa nói vậy, Tiêu Phàm trong lòng oán thầm, bất quá, hắn tự nhiên là hy vọng táng còn sống, đây chính là tu la tộc cường giả. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, hắn nếu không chết, tự nhiên sẽ còn xuất hiện, ta có loại dự cảm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ hắn. Tà thần khẽ mỉm cười nói, tựa như thấy được tất cả, không có cái gì có thể nhấc lên hắn tiếng lòng. Bọn họ sẽ còn xuất hiện sao? Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư. Tà thần lời nói, để Tiêu Phàm càng ngày càng mê hoặc. Bây giờ dị ma xâm lấn, thái cổ thần giới hẳn là đại nạn sắp tới mới đúng a, có thể nghe tà thần ngữ khí, có vẻ như căn bản không đem dị ma để ở trong lòng. Nhưng lần trước ở thời không thông đạo bên trong, hắn còn có chút bận tâm vừa nói, bọn họ rốt cục nhìn không được. Bọn họ là ai đây? Không cần hỏi cũng biết, tà thần là sẽ không nói cho hắn, lần trước hắn liền hỏi qua. Tà thần lại chuyển hướng chủ đề. Tiền bối, đời này đại kiếp có phải hay không muốn tới? Chúng ta địch nhân, rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm thở sâu, hỏi hắn nội tâm một vấn đề lớn nhất. Mặc kệ tà thần có nguyện ý hay không nói cho hắn, Tiêu Phàm cũng vẫn là hỏi ra miệng. Đại kiếp sắp tới, tà thần khẳng định gật đầu, thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên, sau đó lại nói, về phần chúng ta địch nhân là ai, người biết cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần biết rõ, chúng ta địch nhân, rất mạnh, rất mạnh.
Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, từ tà thần trong miệng nói ra được rất mạnh, là đạt đến cái gì trình độ kinh khủng. Hơn nữa, đến mức hắn lại muốn nói liên tục hai lần. Tiêu Phàm thở sâu, nói ta không có cái gì nghi ngờ. Tà thần gật gật đầu, nói, nghĩ đến Tà Vũ theo như ngươi nói, Thiên Hoang Phong cấm tinh lộ, kỳ thật, đối với Thái Cổ thần giới mà nói, đây không chỉ là một trận tai nạn, càng là một cơ hội. Tiêu Phàm lại như thế nào không biết đây? Bây giờ thông hướng Thiên Hoang tinh lộ bị phong cấm, Thái Cổ thần giới nguyên khí cũng sẽ càng lúc càng nồng nặc, đến lúc đó, tất nhiên có nhiều người hơn đột phá thánh tôn cảnh. Mà có thánh tôn cảnh dị ma xâm nhập, đối Thái Cổ thần giới tu sĩ mà nói, cũng không chỉ có mang đến một loại cảm giác cấp bách, đồng dạng cũng là bọn họ cơ hội lịch luyện. Tất nhiên ngươi có chuyện, vậy ngươi qua mấy tháng lại đến a? Tà thần lại nói, nếu như ngươi chuẩn bị lưu lại, ta để kiếm tà đi trông nom một hai. Tiền bối, ta muốn lưu lại, thời gian mấy tháng, ta không thể lãng phí. Tiêu Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói ra, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ mặt bi phẫn cùng dáng vẻ vội vàng. Lại một cái láo cá. Tà thần im lặng cười một tiếng, hắn lại thế nào không nhìn ra Tiêu Phàm điểm tiểu tâm tư kia đây. Có hắn điều động kiếm tà vương tỏa chấn vô tận thần sơn, đừng nói ngươi một cái lục tinh ma tôn, chính là thất tinh ma tôn đột kích, lại như thế nào đây? Phải biết, kiếm tà vương thế nhưng là có thể ổn áp Lý Đạo Lâm nhân vật A, Lý Đạo Lâm thế nhưng là hạ phẩm pháp tôn cảnh cường giả. Dứt lời, tà thần tiện tay vung lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hóa thành một điểm sáng hướng về tinh vân bên trong bay đi. Thời gian không nhiều lắm a. Thật lâu, tà thần ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận, có chút bất đắc dĩ thở dài. Một sát na kia, tà thần trên người tản mát ra một cỗ lăng tuyệt chi khí, bất quá chợt lóe lên rồi biến mất, lại biến thành xế chiều lão nhân bộ dáng. Vô tận thần sơn vị trí. Tiêu Phàm, cút ra đây nhận lấy cái chết, bình tĩnh vô tận thần phủ. Bị một tiếng quát như sấm cắt ngang. Không trung, Hướng Thiên La mang theo mười mấy người lăng không mà đứng, lạnh như băng quan sát phía dưới, cuồn cuộn sát khí chiếu nghiêng xuống, tập trung vào cả tòa vô tận thần sơn. Hướng Thiên La càng là hung thần ác sát, hận không thể lập tức diệt đi vô tận thần phủ, đem Tiêu Phàm bước đi ra. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhìn được loại này xúc động, vạn nhất đem Tiêu Phàm giết chết, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Hiện tại hắn nhưng là thánh tôn cảnh, cái này mấy chục năm, Tiêu Phàm thiên phú lại làm sao nghịch thiên, đó cũng chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong a. Dù sao, Thái Cổ thần giới chính là không thể cho phép vượt qua thánh tôn cảnh người tồn tại, lưu tại Thái Cổ thần giới, gần như không có khả năng đột phá thánh tôn cảnh. Huống chi, coi như Tiêu Phàm đột phá thánh tôn cảnh, hạ phẩm thánh tôn cảnh cũng coi là cao nhất a. Nghĩ vậy, Hướng Thiên La trong lòng âm thầm thề, bản thân không gấp 10 gấp trăm lần cho con trai mình tôn tử báo thù, đều có lỗi với chính mình tu vi này. Ai, phía dưới, tốt mấy bóng người phóng lên tận trời, người cầm đầu không phải người khác, Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết, còn có vừa mới đuổi tới không lâu Diệp Khuynh Thành. Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết bị Tiêu Phàm nhận mệnh thủ hộ vô tận thần phủ, tự nhiên là không chút do dự trước tiên đứng dậy. Về phần Diệp Khuynh Thành, những năm này hắn bị kiếm ma ý chí xâm nhập, đối Tiêu Phàm có chút địch ý. Lần này thật vất vả bắt được cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ở vô tận thần sơn đỉnh quảng trường phía trên, còn đứng một đám thánh đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, ánh mắt u lãnh hướng về không trung, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trung phẩm thánh tôn cảnh cứ như vậy phách lối. Khương Ách vẻ mặt cổ quái nhìn xem đối diện Hướng Thiên La, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường. Tiêu Phàm đây, nhưng hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Hướng Thiên La lạnh lùng quét Khương Ách bọn họ một cái, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi như vậy dung mạo, liền không nhìn thẳng. Mấu chốt nhất là, ba người bọn họ trên người không có tản ra bất luận cái gì cường đại khí tức, hiển nhiên chỉ là kẻ yếu mà thôi. Mặc dù không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì che đậy tu vi, nhưng hắn Hướng Thiên La nhìn không ra, nhưng kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ là kẻ yếu. Không thấy được, phía dưới quảng trường phía trên đứng một đám người. Mạnh nhất cũng chẳng qua là thánh đế cảnh đỉnh phong sao. Cái quái gì, liền hắn phế vật này thực lực, cũng dám khiêu chiến Tiêu Phàm. Chẳng lẽ Thái Cổ thần giới người, đều như vậy phách lối bá đạo sao? Khương Ách nhỏ giọng thầm thì nói. Một cái trung phẩm thánh tôn, đường hoàng khiêu chiến Tiêu Phàm,
cái này khiến Khương Ách nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Long Hồng Tuyết cũng là không còn gì để nói, nhàn nhạt lắc đầu, hoàn toàn không có xuất thủ dục vọng. Xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, tha các ngươi một mạng, cút đi. Đột nhiên, Quân Nhược Hoan đạp không mà lên, đứng ở Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành cách đó không xa, vẻ mặt bá đạo quát lớn. Nho nhỏ thánh đế cảnh, cũng dám phách lối. Hướng Thiên La cười giận dữ không thôi, dày đặc khí lạnh nói, các ngươi sợ là căn bản không biết cái gì gọi là cường đại, hiện tại, vừa vặn ta dạy một chút các ngươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười tà. Tất nhiên người Tiêu Phàm không dám đi ra, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, đem những cái này người tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Quân phủ chủ, ta tới a. Quân Nhược Hoan còn chưa mở miệng, bên cạnh Diệp Khuynh Thành lại là chủ động xin chiến nói. Hắn mới đến, tự nhiên muốn cùng đám người tạo mối quan hệ, vì vô tận thần phủ làm chút cái gì, tốt đến Tiêu Phàm tán thành. Mà bây giờ, đúng lúc là một lần thật tốt cơ hội biểu hiện, Diệp Khuynh Thành đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Vậy liền phiền phức Diệp Huynh, Quân Nhược Hoan hơi hơi cung thủ nói. Tiêu Phàm, người nếu không ra, bản tôn liền giết đến người đi ra. Ta liền không tin, đem vô tận thần phủ nhân đồ không còn một mảnh, người vẫn chưa xuất hiện. Hướng Thiên La biểu tình dữ tợn, phẫn nộ quát cho ta giết. Giết, phía sau hắn 10 cái thuộc hạ nhao nhao không chút do dự xuất thủ, trong lòng đã bắt đầu thay vô tận thần phủ mặc niệm. Ai bảo các ngươi để gia chủ tức giận như vậy, chết cũng xứng đáng. Nhưng mà một khắc sau, trên mặt tất cả mọi người nụ cười tàn nhẫn, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng hốt. Hướng Thiên La 10 cái thuộc hạ, tất cả đều đột nhiên ngừng thân hình, trên người ẩn ẩn hiện lên một đạo kiếm mang, nhanh đến bọn họ đều không phản ứng kịp. Ngay sau đó, mười mấy người thân thể tất cả đều một phân thành hai, từ chính trung ương xé mở. Chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hô hô, tiếng hít thở nặng nề quanh quẩn trên không trung, từng đôi ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm những cái kia huyết phụ. 10 cái thánh tôn cảnh cường giả, chỉ một kiếm, liền bị miểu sát. Trường hợp như vậy, vô tận thần phủ tu sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dù cho ngày đó Tiêu Phàm một đòn diệt sát hơn vạn dị ma, cũng không có một kiếm này rung động. Phải biết, những người này, đều là thánh tôn cảnh A. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt mọi người cùng nhau tụ tập ở Diệp Khuynh Thành trên người, không ít người càng là nhận ra được. Người này không phải liền là lúc trước xây phủ thời điểm. Thay phủ chủ chặn lại đại hoang đế vực đao ma thiên mạc ly người kia sao? Hắn vậy mà cũng đột phá thánh tôn cảnh, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm tu, một kiếm chém giết mấy chục thánh tôn cảnh, cái này cũng quá kinh khủng, sợ là phủ chủ cũng chỉ đến như thế. Người này sợ là tìm đến phủ chủ, thuận tiện thay chúng ta chặn lại người ngoại lai công kích. Đám người ngươi một lời, ta một câu, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành ánh mắt tràn đầy sùng bái. Càng là có một ít hoa si, ánh mắt đờ đẫn, hận không thể ôm ấp yêu thương. Diệp Khuynh Thành thực lực có thể hay không có thể so sánh Tiêu Phàm không biết, nhưng hắn nhan trị, xác thực muốn miểu sát Tiêu Phàm. Đối diện, Hướng Thiên La ánh mắt đờ đẫn, thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tức giận nhìn xem Hướng Thiên La nói, ngươi là ai? Ở trước mặt Diệp Khuynh Thành, Hướng Thiên La liền hô hấp đều cảm giác có chút gấp rút. Vừa rồi cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm, triệt để chấn kinh đến hắn. Rất nhiều người hồi tưởng đến Hướng Thiên La vừa rồi phách lối nói ra câu nói kia, không khỏi giễu cợt. Ngươi không phải nói muốn dạy chúng ta cái gì gọi là cường đại. Trong miệng ngươi nói tới cường đại, liền bị người miểu sát. Liền bằng ngươi phế vật này, cũng muốn tìm phủ chủ đại nhân phiền phức. Diệp Khuynh Thành khuôn mặt lạnh lùng hướng về Hướng Thiên La, cố ý quát khẽ nói. Hắn tự nhiên cũng nghe đến phía dưới đám người tiếng nghị luận, bản ý của hắn là muốn vì vô tận thần phủ làm chút chuyện, cũng không phải là trưng cho đẹp qua Tiêu Phàm danh tiếng. Nhất là lấy hắn đối vô tận thần phủ hiểu rõ, vô tận thần phủ cao tầng đều là lấy Tiêu Phàm là tuyệt đối hạch tâm. Hắn nếu như công cao cái chủ, Tiêu Phàm có lẽ không có ý kiến gì, có thể tất nhiên sẽ bị những người khác bài xích. Bởi vậy, hắn cố ý nói như thế. Là muốn nói cho vô tận thần phủ tất cả mọi người, ta chỉ là phủ chủ đại nhân một cái thuộc hạ, các ngươi càng hẳn là sùng bái Tiêu Phàm mới đúng. Quả nhiên, đám người nghe được hắn lời nói,
ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm kinh ngạc. Phủ chủ đại nhân, hắn chẳng lẽ bị phủ chủ thu phục? Phủ chủ quả nhiên vô địch, liền như thế cường đại kiếm tu đều có thể khuất phục. Đám người lại truyền tới một tràng thốt lên, ở mọi người chung trong ý thức, chỉ có người mạnh hơn mới có thể thu phục kẻ yếu, đồng dạng, phần lớn người cũng càng sùng bái cường giả. Nhưng lời này nghe vào Hướng Thiên La trong miệng, lại là một phen khác ý vị, người này, dĩ nhiên là Tiêu Phàm một cái thuộc hạ. Cái này thuộc hạ đều mạnh như vậy, cái kia Tiêu Phàm lại phải làm sao cường đại? Không có khả năng, lúc này mới thời gian mấy chục năm mà thôi, Tiêu Phàm làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Hướng Thiên La mãnh liệt loạng choạng đầu, lộ ra không thể tin. Thời gian mấy chục năm, hắn thành công đột phá trung phẩm thánh tôn, đều là bởi vì chiếm được trời ưu ái tạo hóa. Nhưng Tiêu Phàm dựa vào cái gì? Lúc trước đuổi bọn họ đi hướng ra thời điểm, vẫn chỉ là đại đế cảnh tu vi mà thôi. Thời gian mấy chục năm liền từ đại đế cảnh, đột phá đến thánh tôn cảnh, cái này khiến Hướng Thiên La làm sao tiếp nhận đây? Hướng Thiên La, thế giới biến, người hướng ra nhất định không điều khiển được ai, chỉ có thể bị đào thải. Lúc này, trong đám người một bóng người đi ra, lại là Kình Thiên chiến tướng, lúc trước cũng là hắn cùng Tiêu Phàm phối hợp, đem Hướng ra trục xuất. Ta không tin, Hướng Thiên La đỏ bừng hai mắt, thế giới lại thế nào biến hóa, cũng không khả năng trở nên lớn như vậy, Tiêu Phàm đây. Hướng Thiên La hoàn toàn không tiếp thụ được cái này đả kích, hắn lời thề son sắt muốn tìm Tiêu Phàm báo thù, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm còn không có xuất hiện, hắn người liền bị người miểu sát. Như vậy cũng tốt so, có một người vừa mới chiếm được một ức còn không có hoa đây, đột nhiên nói một ức này không đáng tiền, giống như giấy lộn. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Người tìm ta, đột nhiên, phía dưới đại điện bên trong truyền đến một thanh âm, tất cả mọi người nhường ra một con đường, lại là một bóng người từ đại điện bên trong đi ra, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Bất quá, đó cũng không phải Tiêu Phàm bản thể, chỉ là Tiêu Phàm linh hồn phân thân mà thôi, vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là lưu lại một đạo linh hồn phân thân tọa trấn vô tận thần sơn. Tiêu Phàm. Hướng Thiên La cắn răng nghiến lợi nhìn phía dưới xuất hiện Tiêu Phàm, sát khí bốc hơi. Bất quá, hắn giờ phút này, lại không phía trước tự tin, ngược lại trở nên sợ hãi rụt rè. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này. Tiêu Phàm đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn xem Hướng Thiên La nói, hướng ra cùng ta ân oán, cũng xác thực nên biết. Hướng Thiên La mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm nhìn qua phong khinh vân đạm. Đây hoàn toàn chính là không kiêng nể gì cả a. Hắn rốt cục ý thức được, bây giờ vô tận thần phủ, sớm đã không phải mấy chục năm trước hắn rời đi thời điểm có thể so sánh. Tiêu Phàm, người thật sự cho rằng có cái này thuộc hạ, liền vô địch sao? Hướng Thiên La nhe răng cười một tiếng. Nói xong, hắn lấy tay vung lên, hư không trong nháy mắt xuất hiện một đường vết rách, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ từ cái kia trong lỗ mãnh liệt cuộn trào ra. Cung thỉnh liệt tổ liệt tông, Hướng Thiên La cung kính cúi đầu. Chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà ra, khí tức kinh khủng để hư không đều trở nên ngưng động. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra 9 người này tu vi, một cái hạ phẩm nguyên tôn, 8 cái thượng phẩm thánh tôn, cỗ này lực lượng, nếu là đặt ở trước kia, xác thực đủ cường đại. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại là xem thường. Nhất là 9 người này trên người tán phát khí tức rõ ràng vẫn chưa ổn định, hiển nhiên đều là mới vừa đột phá không lâu. Các vị tổ tông, hắn liền là trục xuất ta hướng ra cổ địa Tiêu Phàm. Hướng Thiên La vội vàng chỉ Tiêu Phàm, tức giận nói ra. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, cường đại khí tức không chút do dự quét sạch mà ra, hướng về Tiêu Phàm vị trí chấn áp mà xuống. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là bình thường như thường. Ngược lại cười cười nói, xem ở các ngươi hướng ra liệt tổ liệt tông đều xuất hiện phân thượng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Dừng một chút, Tiêu Phàm tiếp tục nói, đệ nhất, giết Hướng Thiên La, quy thuận vô tận thần phủ, hướng ra hay là cái kia cái hướng ra. Làm càn, Hướng Thiên La giận tím mặt, hắn quả thật bị Diệp Khuynh Thành một kiếm kia hù dọa, nhưng hắn hướng ra tổ tông xa so với hắn còn mạnh hơn a. Tiêu Phàm lại làm sao cường đại, có thể mạnh hơn hạ phẩm nguyên tôn. Không chỉ có Hướng Thiên La tức giận, ngay cả Hướng ra liệt tổ liệt tông cũng tức giận. Đệ nhị, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không nhìn phẫn nộ của bọn hắn, hết sức bá khí nói, giết Hướng Thiên La,
hướng ra lăn ra tầm mắt của ta. Vô luận cái nào lựa chọn, hướng thiên la đều phải chết. Lời này, để vô tận thần phủ tu sĩ nhiệt huyết dâng trào, quả nhiên không hổ là phủ chủ, bá khí tuyệt luân. Nếu như chúng ta không chọn đây, một người cầm đầu hướng ra lão giả híp híp hai mắt, lạnh lùng phun ra một câu. Không chọn, Tiêu Phàm lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức sắc bén, nói, vậy thì có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hướng ra lão tổ cau mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Bây giờ dị ma xâm lấn, chính cần không ít thánh tôn cường giả cùng nhau chống cự, một cái hạ phẩm nguyên tôn, cùng 8 cái thượng phẩm thánh tôn, nếu là như vậy chết, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Tiêu Phàm nghiêm trang giải thích nói. Tự tìm cái chết, hướng ra lão tổ tức giận. Đưa tay một bàn tay hướng về Tiêu Phàm trấn áp tới, hắn tự nhiên nhìn ra Tiêu Phàm linh hồn phân thân tu vi, chẳng qua là trung phẩm thánh tôn cảnh mà thôi. Bản thân đường đường hạ phẩm nguyên tôn cảnh, lại bị một cái trung phẩm thánh tôn cảnh khinh bỉ, cái này khiến hắn làm sao không giận. Chỉ là, lời còn không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Diệp Khuynh Thành liền một kiếm chém ra, trực tiếp xé ra hướng ra lão tổ trưởng cương. Hướng ra đám người nhìn thấy một màn này, mí mắt một trận cuồng loạn. Cái này kiếm tu, nếu quả thật muốn liều mạng, bọn họ những cái này thượng phẩm thánh tôn cảnh, có thể chưa chắc là đối thủ. Đi ra, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là đạp không mà lên, chậm rãi hướng về hướng ra đám người đi đến, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Hắn nói là đáng tiếc, nhưng nếu như những người này thật không có nửa điểm giác ngộ, Tiêu Phàm cũng sẽ không chút lưu tình, giết hắn cái không còn một mảnh. Tiêu Phàm, Khương Ách nhìn thấy Tiêu Phàm tới gần, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm đây chỉ là linh hồn phân thân A, tối đa cũng chỉ có thượng phẩm thánh tôn cảnh thực lực, như thế nào là những người này đối thủ. Tuy nói Tiêu Phàm linh hồn phân thân chết cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng ít nhiều cũng sẽ bại hỏng Tiêu Phàm hình tượng. Tiêu Phàm lại là khuôn mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, lại cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Hừ, hướng ra lão tổ khinh thường lạnh rên một tiếng, nho nhỏ trung phẩm thánh tôn cảnh, không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Phía sau hắn một đám hướng ra người, cũng là cười lạnh không dứt. Lúc này, không trung đứng đấy một đạo áo bào đen thân ảnh phía sau viết một cái to lớn kiếm tự, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra. Kiếm Tà Vương, Tiêu Phàm tiến nhập tinh vân bên trong, tà thần nói lại phái kiếm Tà Vương hướng về vô tận thần phủ một đoạn thời gian, lúc này mới cũng không lâu lắm, kiếm Tà Vương liền đã đuổi tới, có thể nghĩ hắn cùng với Tiêu Phàm ở giữa thực lực sai biệt. Kiếm Tà Vương vẻ mặt ngoạn vị hướng về phía dưới Tiêu Phàm, có chút buồn bực nói, rõ ràng chỉ là trung phẩm thánh tôn cảnh linh hồn phân thân, Tiêu Phàm dũng khí từ đâu tới, muốn giết chết một cái hạ phẩm nguyên tôn cùng 8 cái thượng phẩm thánh tôn. Nếu như Tiêu Phàm là bản thể, có lẽ có vượt giai chiến đấu thực lực. Nhưng là một bộ linh hồn phân thân, tối đa cũng thì tương đương với phổ thông trung phẩm thánh tôn cảnh thực lực A, có mạnh hơn cũng mạnh không đến đâu A. Không chỉ kiếm Tà Vương nghĩ như vậy, vô tận thần phủ biết rõ Tiêu Phàm những cái kia không biết lai lịch người đều là nghĩ như vậy, cảm thấy Tiêu Phàm căn bản chính là vô tri cuồng vọng. Các ngươi lui ra phía sau điểm. Tiêu Phàm nhìn về phía Diệp Khuynh Thành cùng Khương Ách mấy người nói. Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành do dự mấy tức, cuối cùng gật gật đầu, trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới quảng trường phía trên, hư không chỉ còn lại có Tiêu Phàm một người. Tiêu Phàm, người nghĩ dọa sợ chúng ta, chớ nằm mộng ban ngày. Hướng Thiên La một bộ ta xem thấu người điểm này trò vặt bộ dáng, khinh thường giễu cợt nói. Giết hắn. Hướng ra lão giả cũng không muốn cùng Tiêu Phàm lãng phí thời gian, trực tiếp lấy tay vung lên, mang theo 8 đại thượng phẩm thánh tôn cảnh, cùng hướng Thiên La đồng thời giết tới. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như căn bản không có ý phản kháng. Mắt thấy hướng Thiên La 10 người tới gần, vô tận thần phủ tu sĩ tim đều nhảy đến cổ rồi, tất cả đều nắm chặt nắm đấm, lo lắng không thôi. Nhưng mà, lúc này... Tiêu Phàm khóe miệng lại là hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, đồng thời bắn ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba một cỗ sức mạnh huyền diệu từ Tiêu Phàm đầu ngón tay nở rộ mà ra, như là sóng nước, trong nháy mắt bao phủ phương viên 100 trượng chu vi. Tuyên cổ thông thông, cùng lúc đó, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng,
cái kia cổ quỷ dị sóng nước lực lượng trong nháy mắt từ hướng Thiên La mấy người trên người xuyên qua. Sau một khắc, khiến người sợ hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy hướng Thiên La đám người tu vi, bỗng bắt đầu nhanh chóng ngã xuống. Hạ phẩm thánh tôn, thánh đế cảnh, đại đế cảnh, mấy hơi thở thời gian, hướng Thiên La đám người, đều rơi vào đại đế cảnh tu vi. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, hướng Thiên La tựa như gặp quỷ sống một dạng nhìn mình chằm chằm, trơ mắt nhìn mình nhục thân trở nên trẻ tuổi. Hơn nữa không chỉ có trẻ ra, vẫn là không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đứa bé. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bọn hắn 10 người, cũng giống như gặp quỷ sống đồng dạng, không thể tin được nhìn thân thể của mình. Thời không bản nguyên tuyệt kỹ, không chung, kiếm tà vương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía dưới Tiêu Phàm linh hồn phân thân, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Thời không bản nguyên tuyệt kỹ, hơn nữa còn là nghịch chuyển thời không bản nguyên tuyệt kỹ, trong thiên hạ, có vẻ như cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm đến a. Khó trách chủ nhân sẽ coi trọng như vậy hắn, kiếm tà vương rốt cuộc hiểu rõ tà thần khổ tâm đồng dạng, hết sức cảm khái nói, khó trách hắn tự tin như vậy, có thể ứng phó 9 cái thượng phẩm thánh tôn, bất quá, hắn cuối cùng chỉ là một bộ linh hồn phân thân mà thôi. Phía dưới, hướng Thiên La đám người, toàn bộ đều biến thành hài nhi hình dạng, nhất là hướng Thiên La, càng là biến thành một cái gào khóc đòi ăn hài nhi, để người buồn cười. Vô tận thần phủ tu sĩ, càng là tựa như đánh máu gà đồng dạng, bắt đầu hoan hô lên. Phủ chủ thần uy, anh minh vô địch, từng đợt núi thở rào rạc, biển thét gầm lên quanh quẩn trong hư không, bọn họ đều rất rõ ràng, những người này, có thể so sánh Diệp Khuynh Thành vừa rồi giết chết những người kia phải mạnh hơn. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ bị Tiêu Phàm biến thành nguyên một đám hài nhi, lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn giết bọn họ vẫn không phải là chuyện dễ tình. Hư không bên trong, Tiêu Phàm nhìn trước mắt 10 cái hài nhi, thân ảnh có chút phiêu hốt bất định. Bằng vào ta năng lực bây giờ, nhiều nhất có thể nghịch chuyển thời không 5.000 năm, không nghĩ tới, hướng ra tiên tổ, cũng không có một cái nào có thể sống qua 5.000 năm. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Hắn thật không có đuổi tận giết tuyệt, cũng không có trực tiếp để những người này nghịch chuyển thời không biến mất, mà là để bọn hắn sống tiếp. Dù sao, hắn không có tàn sát đứa bé sơ sinh quen thuộc. Dù cho những cái này hài nhi thể nội, ở chính là mấy ngàn năm linh hồn. Tiêu phủ chủ tha mạng, hướng ra lão tổ phịch một tiếng quỳ sát ở Tiêu Phàm trước người, biểu tình hoảng hốt, vẻ mặt cầu khẩn nói. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn dám không nhìn Tiêu Phàm. Nho nhỏ trung phẩm thánh tôn, hắn đây nha thực sự là nho nhỏ trung phẩm thánh tôn cảnh có thể làm được, nếu như không phải bản thân cảm thụ, hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến. Bản thân vậy mà lại phản lão hồi đồng. Người tới, đem bọn hắn đưa ra vô tận thần sơn. Tiêu Phàm lại tựa như không nghe được bọn họ lời nói, thản nhiên nói, bổn phủ chủ bế quan một chút thời gian, mọi người an tâm tu luyện. Nói xong, Tiêu Phàm thanh âm trực tiếp biến mất. Tha mạng, Tiêu phủ chủ tha mạng, hướng Thiên La đám người thi triển linh hồn chi lực cầu xin tha thứ, có thể thân ảnh của bọn hắn, lại bị một cỗ đại lực vung bay ra ngoài. Hướng ra vây công vô tận thần phủ sự tình, đối với vô tận thần phủ mà nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Dù cho không có Tiêu Phàm lưu lại linh hồn phân thân, Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết mấy người bọn họ, cũng đầy đủ đối kháng bọn họ. Lại làm sao, bọn họ cũng không so trước đó những cái kia dị ma cường đại đến đi đâu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, một cái hạ phẩm nguyên tôn, 8 cái thượng phẩm thánh tôn cùng một cái trung phẩm thánh tôn. Lại bị Tiêu Phàm một bộ linh hồn phân thân làm xong. Nhất là hướng ra liệt tổ liệt tông, toàn bộ đều biến thành tiểu hài cùng hài nhi bộ dáng, càng là để mọi người kinh ngạc không thôi. Không chung, kiếm tà vương đều cực kỳ không bình tĩnh, thật lâu mới thở dài nói, Tiêu Phàm mới thượng phẩm thánh tôn A, vậy mà liền lĩnh ngộ như thế cường tuyệt bản nguyên tuyệt kỹ, có cái này tuyệt kỹ, đại bộ phận hạ phẩm nguyên tôn đều không phải hắn đối thủ A. Cũng khó trách kiếm tà vương như thế kinh ngạc. Người nhà, một chiêu tuyên cổ thông thông, hạ phẩm nguyên tôn đều có thể trong nháy mắt thời không nghịch chuyển, biến thành thánh đế cảnh, thậm chí đại đế cảnh. Đến lúc đó, Tiêu Phàm một cái tay đều có thể tùy tiện bóp chết hắn, cái này còn không phải như chơi đùa. 3 năm sau táng tổ thiên mộ, có lẽ thái nhất thánh giới người phải gặp tai ương. Kiếm tà vương ý vị thâm trường cười nói. Những chuyện này, Tiêu Phàm bản thân là không biết.
hắn bản thể khi tiến vào tinh vân bên trong lúc, liền đã mất đi cùng linh hồn phân thân liên hệ, hơn nữa, hắn cũng không có thời gian nghĩ những vật này. Đứng ở trước mặt hắn, là vô số dương nanh múa vuốt dị ma, cường đại khí tức ép tới hắn có chút không thở nổi. Nha, cái này vạn cổ thần mộ bên trong không phải huyễn cảnh, mà là thật. Tiêu Phàm còn nhớ mình là từ ngoại giới tiến vào mảnh này tinh vân. Nhưng là giờ phút này, hắn có chút hối hận, tà thần cũng quá hố người. Người nhà không phải nói tạo hóa sao, tạo hóa đây. Cái này nơi nào có nửa điểm tạo hóa, nhất định chính là luyện ngục A. Muốn cùng dị ma đại chiến, cùng lắm thì tiến về ma quật, không tất muốn ở chỗ này chịu đủ tra tấn. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, lại có mấy mười cái dị ma vọt lên, trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng sát khí, một kiếm nổi giận chém mà ra. Phốc phốc, vô số dị ma bị hắn chặn ngang chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe, chết cực kỳ thảm liệt. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì lưu tình, đối với dị ma, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là chém tận giết tuyệt. Chỉ là quỷ dị chính là, hắn nghĩ dùng phá diệt chi lực nổ chết những cái này dị ma. Lại căn bản là không có cách làm đến, trên người hắn tất cả, trừ bỏ có thể điều động ba cái nguyên tuyển bên ngoài, mặt khác mọi thứ đều cùng hắn đã mất đi liên hệ. Dù cho tu la đệ lục biến cũng vô pháp thi triển đi ra, cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc. Đây là buộc bản thân bằng chân chính thực lực chiến đấu. Rất nhanh, Tiêu Phàm lại phát hiện trên người mình một kiện hết sức kỳ lạ sự tình, kia liền là, trên người hắn ba cái nguyên tuyển ở tự động vận chuyển. Giống như có vô cùng vô tận bản nguyên chi lực một dạng. Cho dù là một lần lại một lần thi triển bản nguyên tuyệt kỹ, bản nguyên chi lực cũng tiêu hao không hết. Kể từ đó, bản thân chẳng lẽ có thể tận tình giết chóc, hoàn toàn không cần giữ lại chút nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn mặc dù không biết tà thần cái gọi là tạo hóa là cái gì, nhưng là, nếu như vậy không ngừng giết chóc cùng chiến đấu. Bản thân đối sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, nhất định sẽ có chỗ tăng lên. Mặt khác, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực, cũng đang không ngừng tiêu hao cùng khôi phục bên trong tiến bộ. Cơ hội như vậy quá ít, cái này thời gian mấy tháng, ta phải hảo hảo liều mạng lĩnh ngộ mới được. Tiêu Phàm thở sâu, dường như hạ quyết tâm một dạng. Lấy hắn thực lực, dù cho hạ phẩm nguyên tôn, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ cần không gặp trung phẩm nguyên tôn, mọi thứ đều không là vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian mấy tháng chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm đã không biết mình giết bao nhiêu dị ma. Hắn một mực đang mong đợi có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, đem thời gian gần 4 tháng, hắn sát lục bản nguyên chi lực, vậy mà vẻn vẹn đột rách một chút điểm. Khoảng cách hạ phẩm nguyên tôn cảnh 1000 nguyên bản nguyên chi lực, còn có chênh lệch không nhỏ. Hỗn độn bản nguyên chi lực cùng thời không bản nguyên chi lực, cũng giống như thế, không có quá nhiều đột phá. Không đúng, dạng này giết chóc đi, ta sát lục bản nguyên chi lực chưa chắc có thể đột phá, hơn nữa, tốc độ như vậy căn bản không có ta bản thân lĩnh ngộ tới cũng nhanh. Tiêu Phàm phát hiện sự tình có chút không đúng. Tà thần nói tới trận này tạo hóa, căn bản cùng lĩnh ngộ bản nguyên chi lực không có quá nhiều quan hệ. Nhưng tất nhiên không phải giúp hắn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Như vậy dựa vào cái gì xưng là tạo hóa đây? Tà thần loại kia cấp độ nhân vật, không cần thiết cố ý hồ lộng mình và tà vũ rồi a. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, một bên đánh lui vây giết hắn dị ma, vừa nghĩ. Oanh, đột nhiên, một cái tứ tinh ma tôn bị hắn một kiếm chấn động bay ra ngoài, sau đó bị kiếm khí xé nát, hóa thành một màn mưa máu tiêu tán trên không trung. Ta thực lực, so 4 tháng trước đã có rõ ràng tăng lên. Dù cho dựa vào tự thân chiến lực, liền có thể giết chết bình thường tứ tinh ma tôn. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Dừng một chút, hắn vừa nghi ngờ nói, tất nhiên ta bản nguyên chi lực số lượng cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào, vậy trừ số lượng bên ngoài, hẳn là chất lượng. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì, thì ra là thế, căn bản không phải bản nguyên chi lực số lượng cùng chất lượng vấn đề. Số lượng một mực không có thay đổi gì, cái kia chất lượng cũng là sẽ không thay đổi, duy nhất biến hóa, là ta đối bản nguyên chi lực khống chế độ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cẩn thận cảm ứng một lần, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Bình thường mà nói, một cái thượng phẩm thánh tôn cảnh, đối bản nguyên chi lực khống chế độ, sẽ không vượt qua 3 thành. Tỷ như,
Tiêu Phàm đối sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ, chỉ có hơn 3 phần 10 điểm, còn không có đạt tới 4 phần 10 cấp độ. Nhưng là bây giờ, hắn đối sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, lại đạt đến 4 phần 10, thậm chí mạnh hơn. Cũng chớ xem thường một lần này thành khống chế độ, Tiêu Phàm phía trước sát lục bản nguyên chi lực có được 900 nguyên, hắn chân chính có thể phát huy uy lực chỉ có 270 nguyên toàn bộ uy lực. Nhưng là, bây giờ hắn khống chế độ đạt đến 4 phần 10, có thể phát huy lại là 360 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Hai người dòng dã chênh lệch 90 nguyên A, như vậy chênh lệch, đã có thể nói là khác nhau trời vực. Phải biết, cùng giai tu sĩ chênh lệch 90 nguyên bản nguyên chi lực uy lực, cơ bản cũng là hai cái cấp độ, một cái là tầm thường, một cái là thiên tài. Thì ra là thế, nơi này có thể làm cho ta bản nguyên chi lực cuồn cuộn không dứt, chế tạo chính là ta đối bản nguyên chi lực tuyệt đối khống chế. Tiêu Phàm thở sâu, kích động tới cực điểm. Hắn lúc này mới ý thức được, đây không chỉ là một trận tạo hóa, hơn nữa còn là thiên đại tạo hóa. Hiện tại hắn đối sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ chỉ có hơn 4 phần 10 điểm, cũng đủ để nghiền sát cùng giai tu sĩ. Nếu như hắn có thể đủ đạt tới 7 phần 10, 8 phần 10, thậm chí 10 phần tuyệt đối khống chế độ đây, cái kia chém giết cùng giai tu sĩ chẳng phải là như chơi đùa. Phải biết, nếu như hắn đối sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ đạt tới 10 phần, hắn có thể phát huy uy lực chân chính là 900 nguyên A. Mà một cái đứng đầu hạ phẩm nguyên tôn, lại có thể phát huy ra bao nhiêu bản nguyên chi lực uy lực đây? Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền kích động không kềm chế được. Đây đúng là một phần thiên đại tạo hóa. Tiêu Phàm trong lòng tính toán một lần, một cái đỉnh tiêm hạ phẩm nguyên tôn, có bản nguyên chi lực đại khái 3.000 nguyên, khống chế độ cũng liền không đến 4 phần 10, cũng thì tương đương với 1.200 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Đây là đỉnh tiêm hạ phẩm nguyên tôn thực lực, bình thường hạ phẩm nguyên tôn, bản nguyên chi lực chỉ có chừng 2.000, khống chế độ một dạng cũng liền 3 thành mà thôi, có thể phát huy thực lực cũng liền 600 nguyên bản nguyên chi lực. Đến lúc đó, nếu như hắn có được 10 phần khống chế độ, chẳng lẽ có thể treo lên đánh những cái này hạ phẩm nguyên tôn? Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút hưng phấn. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng lần này tạo hóa thời gian càng thêm lâu một chút, để cho mình đối bản nguyên chi lực đang nắm trong tay đạt tới tầng thứ cao hơn. Có cái này phỏng đoán, Tiêu Phàm không có giống như trước đó, trực tiếp thi triển bản nguyên tuyệt kỹ, mà là cẩn thận cảm ứng đến mỗi một nguyên bản nguyên chi lực lực lượng. Dù sao, bản nguyên tuyệt kỹ cũng là ở bản thân phát huy bản nguyên lực lượng bên trên có một cái tăng thêm mà thôi, nếu như thực lực bản thân càng mạnh, thi triển bản nguyên tuyệt kỹ lực lượng cũng liền càng mạnh. Trước đó Tiêu Phàm còn nghĩ thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, mà bây giờ, hắn chỉ hy vọng thời gian có thể chậm một chút. Cũng may không để Tiêu Phàm thất vọng là, cũng không có như cùng tà thần nói tới như vậy, bọn họ chỉ có thời gian mấy tháng. Một năm qua đi, Tiêu Phàm bản nguyên chi lực cũng không có quá nhiều tăng lên, nhưng là, hắn ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ lại là có tiến bộ rất lớn. Tiến bộ nhanh nhất là sát lục bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm đã tăng lên tới 5 thành khống chế độ, hơn nữa hắn lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực cũng đến gần vô hạn 1.000 nguyên. Một khi đột phá giới hạn này, là hắn có thể đủ đột phá hạ phẩm nguyên tôn cảnh, dù sao, hai loại khác bản nguyên chi lực, đã vượt qua 1.000 nguyên. Nhất là hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, càng đem gần 4.000 nguyên, sớm đã đạt đến trung phẩm nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn. Bản nguyên chi lực tăng lên dĩ nhiên có hạn, nhưng Tiêu Phàm thực lực lại có thực chất tính tăng lên, thôi động sát lục bản nguyên chi lực uy lực, hắn đã có thể đạt tới gần 500 nguyên. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Tiêu Phàm như trước đang giết chóc bên trong không ngừng tiến bộ, không ngừng cảm ngộ bản nguyên chi lực kỳ diệu. Trong lúc đó, thậm chí hắn còn đem một nguyên bản nguyên chi lực không ngừng mở ra, cẩn thận cảm ứng, để Tiêu Phàm lại có mới trải nghiệm. Hắn còn là lần đầu tiên chân chính quan tâm khống chế độ, cũng làm cho hắn cảm nhận được khống chế độ ảo diệu thực sự. Năm thứ ba thời gian, Tiêu Phàm đối sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ đạt đến 6 thành khống chế độ, thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực, cũng phân biệt đạt đến 4 phần 10 cùng 5 thành. Nhưng liền gặp được bản nguyên chi lực mà nói, Tiêu Phàm có thể phát huy uy lực đã đạt đến 2.000 nguyên, đã có thể tùy ý miểu sát hạ phẩm nguyên tôn cảnh. Nhưng mà,
Tiêu Phàm cũng không có mừng thầm, ngược lại càng ngày càng đầu nhập. Năm thứ năm thời gian, Tiêu Phàm ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ lần nữa đột phá, phân biệt đạt đến 7 phần 10, 5 thành cùng 6 thành. Mặc dù bản nguyên chi lực số lượng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng hắn thực lực lại là chân chính đã xảy ra thực chất hóa biến hóa. Ngay cả Tiêu Phàm cũng cảm thấy thực lực của mình có nổ tính tăng lên. Mặc dù quá khứ thời gian 5 năm, hắn tu vi cũng không có quá nhiều đột phá, nhưng là, loại này đối bản nguyên chi lực khống chế độ, xa so với hắn đột phá tu vi tiến bộ còn muốn lớn hơn. Một năm rồi lại một năm, Tiêu Phàm không có chút nào cảm giác mỏi mệt, ngược lại càng ngày càng hưng phấn lên. Cuối cùng, hắn hoàn toàn quên đi thời gian, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong khống chế độ cảm ngộ bên trong, giết dị ma, chẳng qua là thí nghiệm một chút tự thân chân chính thực lực mà thôi. Loại này cảm giác, để Tiêu Phàm cảm thấy 10 điểm thư sướng. Đầu của hắn, duy trì vận chuyển tốc độ cao, không ngừng chia tách 3 loại bản nguyên chi lực. 8 phần 10, một ngày này, Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Trước mắt hắn một giọt máu sắc sát lục bản nguyên chi lực, đột nhiên bị hắn giả thành 80 phần. Mỗi một phần bản nguyên chi lực nhìn qua đều yếu đuối, có thể Tiêu Phàm lại có thể để chúng nó mỗi 10 giọt đều bộc phát ra một nguyên bản nguyên chi lực bình thường uy lực. Không bao lâu, Tiêu Phàm đối hỗn độn bản nguyên chi lực cùng thời không bản nguyên chi lực lĩnh ngộ lại có mới đột phá, đạt đến đệ thất thành hòa đệ lục thành. Tiêu Phàm thở sâu, hắn ẩn ẩn cảm nhận được. Mình nếu là có thể làm cho sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ đạt tới đệ cửu thành, thực lực bản thân có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, hắn hiện tại chỉ là sát lục bản nguyên chi lực có thể phát huy uy lực, đã so mới vừa tiến vào nơi này thời điểm tăng lên dòng dã gấp 2A. Nếu như thực lực lần nữa bạo tăng, lại sẽ là dạng gì? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự từ bỏ đối thời không bản nguyên chi lực cùng sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, mà là toàn tâm toàn ý đắm chìm trong sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ lĩnh ngộ. Nhưng chẳng biết tại sao, một lần này Tiêu Phàm lĩnh ngộ tốc độ chậm đi rất nhiều, hắn trình độ khó khăn, hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Bất quá, Tiêu Phàm cũng càng tin tưởng vững chắc, nếu là có thể đạt tới đệ cửu thành khống chế độ, bản thân đối sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, có thể sẽ đạt tới chưa từng có độ cao. Ngoại giới, tà thần hướng về sáng chói chói mắt tinh vân. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói trước kia cảm thấy nhà mình đồ đệ thiên phú cũng không tệ, nhưng bây giờ mới phát hiện, hay là cái kẻ khác nhà đồ đệ tốt. Nếu như tà vũ nghe nói như thế, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Bản thân lại bị sư tôn cho khinh bỉ cùng chê. Chủ nhân, Tiêu Phàm thiên phú, thật cường đại như thế. Ở tà thần bên người, đứng đấy một người mặc trường bào màu vàng óng trung niên nam tử, hắn trên áo bào, thêu lên một đầu dữ tợn ngũ trảo tử kim thần long. Bá khí hết sức. Người này không phải người khác, chính là tà thần thuộc hạ bốn đại tà vương xếp hạng đệ nhất Long Tà Vương. 8 năm thời gian, có thể đem bản nguyên chi lực khống chế độ tăng lên tới đệ bát thành, hiện tại đang ở bắn vọt đệ cửu thành, người nói hắn thiên phú làm sao? Tà thần trong giọng nói đều là ý tán thưởng. Vậy tà vũ đây, Long Tà Vương ngược lại là che chở tà vũ, không cho rằng tà vũ thiên phú sẽ không bằng Tiêu Phàm. Hắn lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực, ngược lại đều đạt đến đệ thất thành. Tà thần chậm rãi nói. Cái kia không kém gì Tiêu Phàm a. Long Tà Vương trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc, hiển nhiên cũng bị tà vũ thiên phú như vậy cho khiếp sợ đến. Nhưng Tiêu Phàm mặt khác hai loại bản nguyên chi lực, cũng có một loại đạt đến đệ thất thành, kém đi nữa cũng đạt tới đệ lục thành. Tà thần lắc đầu. Long Tà Vương cau mày, hắn không tin trên đời còn có khủng bố như vậy thiên phú người. Mấu chốt nhất là, hắn chuẩn bị trùng kích đệ cửu thành khống chế độ. Tà thần thở sâu, tiếng lòng khó được ba động một chút. Tuyệt đối khống chế độ, Long Tà Vương kém chút kinh hô mà ra, trên mặt lộ ra không thể tin, làm sao có thể, thánh tôn cảnh không có khả năng đạt tới tuyệt đối khống chế độ cấp độ, dù cho thiên tôn cũng chưa chắc có thể làm đến. Có lẽ là hắn có thể, tà thần không có nhiều lời, mà là lẳng lặng nhìn phía dưới tinh vân. Dường như thấy được Tiêu Phàm nhất cử nhất động. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm một bên chém giết dị ma, một bên lĩnh ngộ lấy sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ. Ở trước mặt hắn, hiện lên một phần phần thật nhỏ sát lục bản nguyên chi lực, đó là bị Tiêu Phàm từ một nguyên bản nguyên chi lực bên trong chia tách đi ra. Chia tách càng nhiều,
đại biểu cho hắn đối bản nguyên chi lực khống chế hơn mạnh. Tiêu Phàm bây giờ đã chia tách đến 87 phần, nhưng cuối cùng 3 phần, hắn như thế nào cũng hủy đi phân biệt không được. Đột nhiên, cái kia một phần thật nhỏ bản nguyên chi lực nổ tung, bộc phát ra cường đại khí lãng đánh vào Tiêu Phàm ngực, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ khẽ run lên. Cũng chớ xem thường một phần này phần bản nguyên chi lực uy lực, lấy Tiêu Phàm bây giờ khống chế độ, nó hoàn toàn có thể tùy tiện giết chết bình thường thánh đế cảnh đỉnh phong. Vẫn bị thất bại, Tiêu Phàm cau mày, trong mắt đều là nồng nặc không cam lòng. Ngẩng đầu nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều dị ma, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nếu như không phải những cái này dị ma quấy rối, hắn có lẽ đã sớm chia tách đi ra. Nhưng những cái này dị ma không ngừng tiến công, hắn tâm thần đạt được mở, với hắn mà nói, độ khó tăng lên không ít. Bất quá lại nói trở về, loại này tình huống hắn nếu như đều có thể chia tách ra càng nhiều bản nguyên chi lực, vậy hắn tuyệt đối là có thể tự do nắm giữ. Ngược lại là bình thường, khả năng chia tách đi ra, nhưng cũng không ổn định, còn cần không ngừng mài giũa. Mà bây giờ quá trình này, lại là đã giảm bớt đi mài giũa quá trình này. Ta nhất định có thể thành công, Tiêu Phàm đưa cho chính mình động viên, Tu La kiếm từng kiếm một chém ra. Hắn tận lực không để cho mình thi triển thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực lực lượng, chỉ thi triển sát lục bản nguyên chi lực lực lượng, trong chiến đấu cảm thụ sát lục bản nguyên chi lực kỳ diệu. Là bởi vì linh hồn chi lực của ta còn chưa đủ mạnh, độ khống chế không đủ. Tiêu Phàm từ trong thất bại tổng kết giáo huấn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bản thân khoảng cách thành công lại gần một bước. Một năm sau, Tiêu Phàm chia tách sát lục bản nguyên chi lực, đột phá đến 88 phần. Trong lúc đó, hắn thất bại 1.200 lần. 3 năm sau, sát lục bản nguyên chi lực chia tách đến 89 phần, đây là hắn dùng 3.623 lần thất bại đổi lấy kết quả. Thế nhưng là, một lần này, Tiêu Phàm lại lâm vào chân chính bình cảnh. Dòng dã 6 năm thời gian, hắn chia tách sát lục bản nguyên chi lực vẫn như cũ dừng lại ở 89 phần, chỉ cần chia tách ra cuối cùng một phần. Hắn đối sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ liền có thể đạt tới 9 phần 10. Nhưng chính là một phần này, để Tiêu Phàm có chút tuyệt vọng. Tựa như đang ở trước mắt, nhưng lại ở phía xa chân trời. 9 phần 10 khống chế độ, thật chẳng lẽ như vậy khó khăn không? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn nội tâm có vài tia muốn buông tha ý nghĩ. Trước đó mỗi qua 2-3 năm, hắn liền sẽ đột phá một cái cấp độ, nhưng lúc này đây, hắn lĩnh ngộ dòng dã 10 năm, đều không thể thành công. Tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, còn có thể thành công sao? Cơ hội rất nhỏ, thời gian 10 năm đều đi qua, còn quan tâm một cái khác 10 năm sao? Tiêu Phàm lắc đầu, loại trừ trong đầu buông tha ý nghĩ, nói có lẽ là ta phương hướng không thích hợp. Tiêu Phàm đổi một cái phương hướng đi lĩnh ngộ, dù sao, thời gian 10 năm này hắn cũng không phải uổng phí. Một ngày nào đó, Tiêu Phàm trước người 89 phần sát lục bản nguyên chi lực, đột nhiên tiêu tán ra từng tia sương mù, tại hư không một lần nữa dung hợp thành một sợi tân bản nguyên lực lượng. Tiêu Phàm trên mặt lộ vẻ vui mừng, áp chế một cách cưỡng ép phẫn nộ trong lòng, trầm ngâm nói, thì ra là thế, một nguyên bản nguyên chi lực, vô luận chia bao nhiêu phân, đều phải tuyệt đối cân đối, mới có thể ổn định. Trước đó lĩnh ngộ phương pháp chính là sai, mặc dù ta đối ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ, đều đạt đến 6 thành trở lên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm quyết định, chờ sát lục bản nguyên chi lực đột phá đến đệ cửu thành, bản thân thử lại lần nữa thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực, có lẽ cũng có thể nhờ vào đó đột phá. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một trận oanh long thanh âm, dường như tích góp một cỗ kinh khủng lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào hắn toàn thân kinh mạch. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng. Đều là không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, chỉ thấy trong cơ thể hắn sát lục nguyên tuyền, đột nhiên điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng hấp thu bốn phía nguyên lực. Ngay sau đó, giọt giọt tân bản nguyên lực lượng ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm quanh thân sát lục bản nguyên chi lực, cũng rốt cục chia tách trừ bỏ thứ 90 phần. Khống chế độ đạt tới 9 phần 10, sẽ để cho bản nguyên chi lực phát sinh bay vọt về chất. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Giờ phút này, hắn sát lục nguyên tuyền bên trong, sát lục bản nguyên chi lực điên cuồng gia tăng. Một hơi không đến thời gian,
đã đột phá 1.000 nguyên gông cùng xiềng xích, đạt đến hạ phẩm nguyên tôn cảnh yêu cầu. Sát lục bản nguyên chi lực, giống như một dòng lũ lớn, không ngừng tụ tập. 1.200 nguyên, 1.500 nguyên, 2.000 nguyên. Tiêu Phàm thể nội sát lục bản nguyên chi lực, lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng trưởng, chỉ một lát sau thời gian, thì đến được 3.000 nguyên. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh hãi, chẳng lẽ muốn đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh sao? Oanh, lại là một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm sát lục bản nguyên chi lực phá vỡ 3.000 nguyên giới hạn, trong nháy mắt gia tăng đến 4.000 nguyên, đều đuổi được hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực. Nhưng Tiêu Phàm phát hiện, sát lục bản nguyên chi lực vẫn không có đạt tới trung phẩm nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bản thân bản nguyên chi lực đạt đến trung phẩm nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn, làm sao lại không có loại kia đột phá cảm giác đây? Hay là nói, theo ta khống chế độ tăng cường, ta bản thân ở cùng một cảnh giới có thể tích góp bản nguyên chi lực, cũng phát sinh biến hóa. Tiêu Phàm kinh ngạc nghĩ đến. Điểm này, hắn đã từng cũng trải qua, liền tựa như một cái ao nước, mỗi người đột phá hạ phẩm nguyên tôn cảnh cũng phải cần nhiều như vậy nước. Nhưng mà Tiêu Phàm, bởi vì khống chế độ đạt tới 9/10, mạnh mẽ để cái này ao nước làm lớn ra gấp 1, hắn nghĩ đột phá hạ phẩm nguyên tôn, liền cần tích xúc gấp 2 nước. Nếu như là dạng này, kia hẳn là chuyện tốt. Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lúc này, sát lục bản nguyên chi lực cũng rốt cục đình chỉ gia tăng, cuối cùng đứng ở 4.600 nguyên, dòng dã nhường hắn tăng lên 3.600 nguyên. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ là 9/10, hắn có thể đủ phát huy ra 3.300 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Dù cho có được 5 thành khống chế độ đỉnh tiêm trung phẩm nguyên tôn, cũng vẻn vẹn có thể phát huy ra 3.000 nguyên toàn bộ uy lực mà thôi, so với Tiêu Phàm mà nói, hơi có không bằng. Thời khắc này Tiêu Phàm, cảm giác mình có được nổ tính lực lượng, dù cho trung phẩm nguyên tôn, hắn cũng có thể tùy tiện bóp nát. So với mười mấy năm trước vừa mới lúc tiến vào, thực lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tà thần tiền bối còn không có để cho ta ra ngoài, vậy ta còn có cơ hội để hai loại khác bản nguyên chi lực khống chế độ cũng đạt tới 9/10. Tiêu Phàm híp híp nói. Mặc dù hắn ba loại bản nguyên chi lực đều đột phá đến hạ phẩm nguyên tôn cấp độ, nhưng Tiêu Phàm cũng không gấp đột phá. Tất nhiên khống chế độ có thể làm cho mình ở cùng một cảnh giới bên trong có nhiều hơn bản nguyên chi lực, dạng này cơ hội tuyệt hảo, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm ổn định lại tâm thần, dựa theo trước đó lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực phương thức tiếp tục lĩnh ngộ hai loại khác bản nguyên tuyệt kỹ khống chế độ. Quả nhiên như hắn sở liệu, tốc độ nhanh không ít. Không bao lâu, hắn là thời không bản nguyên chi lực khống chế độ cũng đột phá đến đệ thất thành. Liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ thời điểm, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên bao phủ ở trên người hắn, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất ở cái kia rậm rạp chẳng chịt dị ma. Tiêu Phàm dường như đã mất đi ý thức, lần nữa thức tỉnh lúc, đã là ở tinh vân bên ngoài. Tiêu Phàm, rất không tệ, người thời không bản nguyên chi lực khống chế độ vậy mà cũng đột phá đến 7/10. Không đợi Tiêu Phàm minh bạch chuyện gì xảy ra, một bên liền truyền đến Tà Vũ cười tà thanh âm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, nhìn xem Tà Vũ cái kia thiếu ăn đòn bộ dáng, hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm hướng về phía bên cạnh tà thần hơi hơi thi lễ. Lần này vạn cổ thần mộ một chuyến, đối với hắn mà nói, đúng là một lần nghịch thiên tạo hóa, nếu như có thể, hắn hận không thể tiếp tục ở tại bên trong. Đáng tiếc, cơ hội đã dùng hết rồi, về sau muốn tiếp tục tăng lên bản nguyên chi lực khống chế độ, sợ là muốn khó khăn nhiều lắm. Tà thần lại là khoát khoát tay, nói, làm trễ nải 3 tháng, bây giờ thái cổ thần giới có chút loạn, người cũng nên đi xử lý một chút. 3 tháng, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn nhớ kỹ, mình ở tinh vân bên trong thế nhưng là ngốc gần 20 năm thời gian a. Như vậy tính ra, cái kia tinh vân cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua so là 80:1. Đi thôi, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, tà thần lấy tay vung lên, hai người trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã là ở vạn cổ thành quảng trường phía trên, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút mộng bức. Ha ha Tiêu Phàm, lần này, ta đối bản nguyên chi lực khống chế độ thế nhưng là đạt đến 8/10, có thời gian, hai chúng ta hảo hảo luận bàn một lần.
Tà Vũ vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, nói. Tiêu Phàm nhìn xem tự tin Tà Vũ, có chút im lặng giơ ngón tay cái lên nói, người lợi hại, ta cam bái hạ phong. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra truyền tống ngọc bàn, chuẩn bị chạy về Vô Tận Thần Phủ. Lần này tiến vào Vạn Cổ Thần Mộ, mặc dù chỉ là 3 tháng, nhưng tà thần mới vừa khẩu khí, hiển nhiên thái cổ thần giới thế cục cũng không làm sao. Chờ ta một chút, Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm mở ra truyền tống môn, hắn cũng không chút do dự đi theo. Vô Tận Thần Sơn, trận pháp che khuất bầu trời, vô số dị ma điên cuồng trùng kích trận pháp quang mang ảm đạm, rất nhiều trận pháp càng là ngăn không được dị ma công kích, trực tiếp nổ tung. Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành đám người dẫn đội, điên cuồng đánh giết dị ma. Thế nhưng, dị ma số lượng quá nhiều, hơn nữa còn có ngũ tinh ma tôn dẫn đội, khiến cho Vô Tận Thần Phủ tổn thất nặng nề. Cũng may cái này thời gian mấy tháng, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong mấy người cũng thành công ngưng tụ nguyên tuyền, có không ít người thành công đột phá thánh tôn cảnh, khiến cho Vô Tận Thần Phủ thực lực tăng nhiều. Bằng không mà nói, bằng vào Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết bọn họ, là rất khó chân chính thủ vững Vô Tận Thần Phủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lưu lại đệ lục ma vệ doanh 300 thánh tôn cảnh ma vệ, những người này mới là Vô Tận Thần Phủ chủ lực. Chỉ là, dị ma có vết xe trước, một lần này đánh tới dị ma, vậy mà cũng có mấy trăm ma tôn, hơn nữa từng cái đều giữ tợn hết sức, giết Vô Tận Thần Phủ tu sĩ liên tục bại lui. Trúc Hồng Tuyết, để Diệp Khuynh Thành ngăn lại hắn, người mang theo Vô Tận Thần Phủ người mau chóng rút đi. Khương Ách máu me khắp người, một mình hắn độc chiến ngũ tinh dị ma, lộ ra 10 điểm chật vật. Nhắc tới cũng cổ quái, cái này ngũ tinh dị ma vậy mà không nhìn Khương Ách vận rủi, đánh Khương Ách không ngừng bại lui. Bất quá, Khương Ách rõ ràng chỉ là thượng phẩm thánh tôn, nhưng giờ phút này bộc phát ra chiến lực, lại không yếu tại ngũ tinh dị ma bao nhiêu, hiển nhiên, người này thực lực chân chính, so Tiêu Phàm tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Muốn lui cùng một chỗ lui. Trúc Hồng Tuyết ánh mắt u lãnh, căn bản không có rời đi ý tứ, huống chi, chúng ta đã đáp ứng Tiêu Phàm, chẳng lẽ cứ như vậy, trơ mắt nhìn xem Vô Tận Thần Phủ hủy diệt sao? Khương Ách bất lực phản bác, có thể mấu chốt là, dị ma thực lực xa xa vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Dạng này đứng xuống đi, Vô Tận Thần Phủ người không phải toàn bộ chiến tử không thể, Vô Tận Thần Sơn hủy không có gì, động lòng người nếu là tất cả đều chết hết. Cái kia giữ lại Vô Tận Thần Sơn còn có ý nghĩa gì? Không thể lui, Diệp Khuynh Thành lạnh lùng phun ra một câu, một kiếm đem đối diện ngũ tinh dị ma chấn động bay ra ngoài. 3 tháng, hắn tu vi lần nữa đột phá, đạt đến thượng phẩm thánh tôn, đã có cùng ngũ tinh ma tôn sức đánh một trận. Khương Ách khẽ cắn môi, Trúc Hồng Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành đều không lùi, chẳng lẽ một mình hắn có thể lui sao? Vậy liền đánh đi, Khương Ách thở sâu. Trong lòng hét lớn, Tiêu Phàm, người mau trở lại a, chúng ta đều muốn không chống nổi. Người cùng Diệp Khuynh Thành trước ngăn lại 2 cái ngũ tinh ma tôn, ta trước giết chết mặt khác dị ma, lại tới giúp các ngươi. Trúc Hồng Tuyết gật gật đầu, xung phong đi đầu xông vào dị ma quần bên trong. 2 thanh quỷ đầu đao giống như máy cắt kim loại đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy dị ma sinh mệnh. Phệ Long đại nhân chi lệnh, không diệt nơi đây, tuyệt không lùi bước. Một cái ngũ tinh ma tôn cũng có chút phát cuồng, ngửa mặt lên trời hét giận dữ nói, rất nhanh đã có người tới viện trợ chúng ta, giết. Giết, dị ma có chút phát cuồng, tựa như đánh máu gà đồng dạng, càng ngày càng hưng phấn lên. Vô Tận Thần Phủ mặc dù cũng đồng dạng không sợ, có thể theo thời gian trôi qua, dũng khí của bọn họ nhận lấy đả kích rất lớn. Một vòng trùng kích phía dưới, tử thương vô số, sĩ khí giảm lớn. Không được. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải xong đời. Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình lo lắng, sĩ khí, tại loại này huyết chiến bên trong quá trọng yếu. Một khi sĩ khí không được, chờ đợi bọn họ, tuyệt đối là nghiêng về một bên đổ sát. Thế nhưng là, Nam Cung Tiêu Tiêu lại bất lực. Dị ma có viện trợ, nhưng bọn hắn không có a, đối mặt nhiều như vậy dị ma, Vô Tận Thần Sơn người sợ hãi, cũng là hợp tình lý. Phủ chủ đây. Phủ chủ, cứu chúng ta. Một vòng trùng sát xuống tới, Vô Tận Thần Phủ tổn thất không ít người, hơn nữa còn là tại khí thế không sai điều kiện tiên quyết, nếu như lại đến vòng thứ 2, vòng thứ 3 trùng sát đây. Không chung, Kiếm Tà Vương nhìn thấy một màn này, nhíu mày,
vẫn là trải qua sinh tử chiến đấu quá ít, Tiêu Phàm quá đáng che chở bọn họ, những người này vĩnh viễn trưởng thành không nổi. Kiếm Tà Vương âm thầm lắc đầu, hắn cũng không có động thủ, coi như hắn hiện tại động thủ, nhưng lần sau đây, hạ lần đây. Hắn không có khả năng vĩnh viễn ở trong này bảo hộ Vô Tận Thần Phủ, Tiêu Phàm cũng phải, mỗi người đều chắc chắn sẽ có một mình đối mặt dị ma một khắc này. Nếu như ngay cả thấy chết không sờn dũng khí đều không có, cái kia còn làm sao cùng dị ma lâu dài chém giết? Phải biết, bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chiến đấu chân chính cùng kiếp nạn còn chưa tới đây. Tu La Điện, theo ta giết. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, lại là một cái huyết bào nam tử bỗng từ hư không bên trong sông ra, một kiếm đâm về phía một cái nhất tinh ma tôn. Huyết bào nam tử không phải người khác, chính là Tu La Điện phó điện chủ, Tiêu Phàm sư huynh, Huyết Vô Tuyệt. Giờ khắc này, hắn không chút do dự đứng dậy. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn này, cũng giống như thấy được hy vọng, cuồn cuộn chiến ý bộc phát, nhấc lên chiến thiên kích liền xông tới, hét lớn, chiến hồn điện, bất diệt dị ma, thề không lùi bước. Giết, chiến hồn điện người ứng thanh mà lên, liền bọn họ điện chủ đều không để ý sinh tử, bọn họ những người này lại có cái gì phải sợ chứ? Huống hồ, coi như bọn họ muốn chạy trốn, cũng không chỗ có thể trốn. Lúc này không liều mạng, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ ở lại đây chờ chết sao? Sợ chết, dị ma cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, còn không bằng cùng dị ma một trận sinh tử. Huyết Vô Tuyệt cùng Nam Cung Tiêu Tiêu quyết đoán, trong nháy mắt khơi dậy không ít tu sĩ nhiệt huyết, loại kia khiếp đảm cùng sợ cảm xúc tiêu tán không ít. Giết, tiếng la giết vang vọng vân tiêu, theo càng ngày càng nhiều người khôi phục tự tin, Vô Tận Thần Phủ nhất phương sĩ khí lại lần nữa tăng lên. Vòng thứ hai trùng sát, Vô Tận Thần Phủ tu sĩ tử thương giảm thiểu rất nhiều, ngược lại là dị ma tử thương tăng lên không ít. Lần này, bọn họ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại đỏ bừng hai mắt, giống như dã thú phát cuồng, muốn cho chết đi Vô Tận Thần Phủ tu sĩ báo thù. Giết những cái này cẩu nương dưỡng dị ma, Quân Nhược Hoan xung phong đi đầu, chân đạp chiến xa bằng đồng thau, chiến đấu ở tuyến đầu, không để ý sinh tử, chỉ vì bảo hộ lấy gia viên của mình. Tử vong, có lẽ đáng sợ. Nhưng nếu như nhà cũng bị mất, sống sót lại như thế nào đây, sớm muộn sẽ biến thành dị ma tàn sát đối tượng. Trong lúc nhất thời, Vô Tận Thần Phủ tu sĩ khí thế như hồng, một trận chiến này, Tiêu Phàm chưa từng kịp thời xuất hiện, phản mà đối với bọn hắn mà nói, là một loại trưởng thành. Cùng dị ma ở giữa chiến đấu, đã sớm không chỉ là chủng tộc ở giữa phổ thông chiến đấu, mà là một trận ngươi không chết. Chính là ta vong liều mạng tranh đấu. Chủng tộc ở giữa chiến đấu, bình thường là sẽ không trắng trợn tàn sát. Nhưng cùng dị ma chiến đấu, chỉ có một phương có thể sống sót, từ xưa đến nay đều là như thế. Chỉ có đã trải qua sinh tử, mới có thể chân chính trưởng thành, có lẽ tương lai, Vô Tận Thần Phủ cũng sẽ chân chính trở thành thái cổ thần giới một phần chiến lực. Kiếm Tà Vương nhìn thấy phía dưới một màn, hơi hơi tán thưởng nói. Sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vô Tận Thần Sơn một cái góc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỗ kia nơi hẻo lánh vị trí, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, ngay sau đó, hai đạo bóng người từ quang môn bên trong bước ra, trừ bỏ Tiêu Phàm cùng Tà Vũ, còn có thể là ai? Hừ, Tiêu Phàm liếc thấy rõ ràng toàn bộ chiến trường thế cục, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào hai cái kia ngũ tinh ma tôn trên người. Một người một cái, Tà Vũ để lại một câu nói, dẫn đầu đạp không mà lên, trên mặt tràn đầy một loại vô địch tự tin. Tiêu Phàm cũng không do dự, đồng thời thẳng hướng một cái khác dị ma, người còn chưa tới gần, kinh khủng sát lục bản nguyên chi lực đã vận chuyển, nhấc lên một kiếm, liền chém về phía cái kia ngũ tinh ma tôn. 4.600 nguyên bản nguyên chi lực, tăng thêm 9 phần 10 khống chế độ, hắn có thể phát huy bản nguyên chi lực uy lực. Thế nhưng là dòng dã hơn 4.100 nguyên A. Thông thường ngũ tinh ma tôn cùng trung phẩm nguyên tôn, có bản nguyên chi lực cũng mới 4.000 nguyên mà thôi, hơn nữa chỉ có 4.5 phần 10 khống chế độ. Nói cách khác, Tiêu Phàm có thể phát huy thực lực, chính là phổ thông ngũ tinh ma tôn gấp 2. Cái gì, cùng Trúc Hồng Tuyết đại chiến ngũ tinh dị ma cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, sắc mặt đại biến, muốn toàn lực chống đối. Thế nhưng là, Tiêu Phàm một kiếm càng nhanh, trực tiếp xuyên qua ngũ tinh ma tôn thân thể, đem nó cắt thành hai nửa.
Phải biết, đây chính là Tiêu Phàm cơ hồ không chút nào cất giữ một kiếm, dù cho thượng phẩm nguyên tôn, cũng chưa chắc có thể tùy tiện chống đỡ được hắn một kích này, huống chi một cái ngũ tinh nguyên tôn đây. T, cùng cái kia ngũ tinh ma tôn đối chiến Khương Ách, bỗng nhiên hít một hơi lạnh. Một kiếm này, cho dù là hắn, cũng không khả năng chống đối a. Là ai, vậy mà giúp hắn giết chết ngũ tinh ma tôn? Khi hắn quay người nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh như băng đi tới, dưới chân thực chất hóa sát khí ngưng tụ thành một mảnh giết chóc huyết hải, phương viên hơn 10 dặm không gian toàn bộ đều biến thành màu máu. Sát lục, tu la chàng, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, vô cùng vô tận huyết sát tầm đó tại hư không loạn vũ, phàm là dị ma, tất cả đều bị hắn chém giết hầu như không còn. Lấy hắn bây giờ sát lục bản nguyên chi lực đến thi triển bản nguyên tuyệt kỹ giết chóc tu la chàng, uy lực so trước đó không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mặc dù đây chỉ là quần thể công kích, nhưng cho dù là hạ phẩm nguyên tôn, chỉ cần đi vào giết chóc tu la chàng bên trong, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Mạnh như vậy, Khương Ách vẻ mặt kinh ngạc, Tiêu Phàm lúc này mới rời đi bao lâu, làm sao trở nên biến thái như vậy? Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm xác thực chỉ là rời đi 3 tháng, nhưng đối Tiêu Phàm mà nói, xác thực dòng dã 20 năm a. 20 năm thời gian, hơn nữa còn là ở tà thần trợ giúp phía dưới, đạt đến thành tựu hiện tại, rất quá đáng sao. Là phủ chủ xuất quan, giết, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, dám phạm ta vô tận thần phủ, mặc dù xa tất giết. Tất cả dị ma, giết sạch, một tên cũng không để lại. Vô tận thần phủ tu sĩ tựa như gặp được người đáng tin cậy, nguyên một đám trở nên hưng phấn hết sức, sĩ khí lần nữa tăng vọt. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Huyết Vô Tuyệt đám người cười khổ một hồi, bản thân mấy người toàn lực chém giết, mới miễn cưỡng vãn hồi xu hướng suy tàn, còn không bằng Tiêu Phàm hiện thân. Đây chính là Tiêu Phàm hiệu ứng. Tất cả mọi người, theo ta giết. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, cuồn cuộn sát khí bộc phát, đối với dị ma, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết, hàng vạn mà tính vô tận thần phủ tu sĩ đồng thời hét lớn, tiếng vang rung trời. Bầu trời ma khí đều trong nháy mắt tan thành mây khói, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ một thoáng, chiến cuộc một mảnh ngã, dị ma bắt đầu trắng trợn chạy trốn. Chỉ là, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường bọn họ đạt được đây? Dám đến xâm phạm vô tận thần phủ, liền muốn làm tốt đem mệnh lưu lại chuẩn bị. Bây giờ, hai cái ngũ tinh ma tôn đã bị Tiêu Phàm cùng Tà Vũ chém giết, dị ma một phương lại không bất luận cái gì dũng khí chiến đấu. Cơ hồ chính là một mảnh ngược lại chu diệt. Cũng đúng lúc này, vô tận thần sơn bên ngoài, đột nhiên toát ra số lớn tu sĩ, ngăn cản dị ma chạy trốn đường lui. Đó là, vô tận thần phủ người không hiểu, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, vẫn còn có người đến giúp đỡ bọn họ. Là vô trần thiên cung người, có người nhận ra được, vẻ mặt kích động nói. Bất quá, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, vô trần thiên cung người. Như thế nào lại vạn dặm xa xôi chạy tới trợ giúp vô tận thần sơn đây? Rất nhanh, bọn họ liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong bọn họ, mấy người liếc mắt liền thấy được một đạo quen thuộc tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Tiểu ma nữ, Nam Cung Tiêu Tiêu hoảng sợ nói, đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Phu quân, ta tới muộn, Diệp Thi Vũ giống như tiên nữ đồng dạng, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, chỗ đi qua dị ma. Tất cả đều quỷ dị chết thảm, ma thân hóa thành một làn khói xanh biến mất. Vô tận thần phủ tu sĩ tất cả đều bị Diệp Thi Vũ loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến, đây quả thực là giết người ở vô hình a. Đến không muộn, trước tiên đem những cái này dị ma giết, ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười. Diệp Thi Vũ ẩn ẩn đoán được cái gì, cười gật đầu nói tốt, vừa vặn ta linh quân, còn thiếu một chút mệnh ma thạch. Nói xong. Diệp Thi Vũ trong miệng ngâm sướng phức tạp cổ lão tế văn, sau một khắc, phàm là tới gần nàng trong vòng trăm dặm dị ma, tất cả đều nổ tung lên. Đây, đây là đại mệnh vận thuật, xa xa Khương Ách thấy thế, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đại mệnh vận thuật, Trúc Hồng Tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đây không phải sớm tại thượng cổ đại kiếp bên trong liền thất truyền sao. Thiên hoàng đại bộ phận tu sĩ, đều biết đại mệnh vận thuật cái tên này. Một lời đoạn sinh tử, đây là truyền thuyết chỉ cần động động miệng liền có thể giết người quỷ dị năng lực. Đáng tiếc,
đại mệnh vận thuật sớm tại trên trăm vạn năm trước liền đã biến mất, thiên hoàng hao tốn cái giá cực lớn tìm kiếm, cũng không có tìm được nửa điểm tung tích. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, bây giờ lại tái hiện thế gian. Hơn nữa, thuật này còn nắm giữ ở một nữ tử trong tay, mấu chốt nhất là, nữ tử này có vẻ như vẫn là Tiêu Phàm thê tử. Ai nói Tiêu Phàm không có địa vị a, hắn thê tử, địa vị liền lớn đến đáng sợ a. Phải biết, dù cho ở thời kỳ thượng cổ, nắm giữ lấy đại mệnh vận thuật người thế nhưng là thiên địa cường đại nhất một trong mấy người a. Tiêu Phàm cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tiểu ma nữ vậy mà nắm giữ đại mệnh vận thuật, trong lòng cũng yên tâm không ít, có thuật này, dù cho pháp tôn cảnh, thậm chí thiên tôn cường giả, cũng chưa chắc dám đối phó nàng. Cũng không phải cái này thuật có thể vượt giai làm bị thương pháp tôn thậm chí thiên tôn cường giả, mà là thuật này có nó kinh khủng nhất địa phương. Kia liền là toi mạng, cùng tiểu vận mệnh thuật khác biệt, tiểu vận mệnh thuật chỉ có thể đoạn người nào đó mệnh, trên bản chất lại là gọt sạch người kia khí số, tước đoạt tuổi thọ của hắn. Nhưng đại mệnh vận thuật, lại đoạn chính là một đám người mệnh, trên bản chất đoạn chính là tương lai. Nếu như đắc tội tiểu ma nữ hoàn toàn có thực lực trực tiếp gãy kia thiên tôn cường giả đời sau mạng của tất cả mọi người, đây mới là để những cái kia tuyệt thế cường giả kiêng kỵ địa phương. Bởi vì thuật này quỷ dị cùng cường đại, ở thời kỳ thượng cổ, đại mệnh vận thuật cũng là cấm kỵ một dạng tồn tại. Có tiểu ma nữ mang theo vô trần thiên cung gia nhập, vẻn vẹn hơn một canh giờ, dị ma một phương liền bị giết không còn một mảnh. Chiến hậu, Tiêu Phàm dò xét một chút tu sĩ, đơn giản an bài một ít chuyện, đã là lúc nửa đêm. Phu quân, trước ngươi nói rất hay tin tức đây. Diệp Thi Vũ nắm cả Tiêu Phàm cánh tay, đứng ở vô tận thần sơn đỉnh cao, ngắm nhìn thâm thúy tinh không, nói. Tiêu Phàm thở sâu, khẽ vuốt Diệp Thi Vũ vũ động sợi tóc, nói ta phát hiện Lâm Trần tung tích. Lâm Trần, đây là Tiêu Phàm cho bọn hắn hài tử lấy danh tự, Tiêu Lâm Trần. Hắn ở đâu? Diệp Thi Vũ thân thể mềm mại rung động, hai mắt mơ hồ, ẩn ẩn có hơi nước bốc hơi. Hắn ở nhân thế gian, Tiêu Phàm đơn giản đem ngày đó nhân thế gian sát thủ ám sát hắn sự tình nói một lần. Diệp Thi Vũ vẻ mặt giận trách, cái này đứa bé không hiểu chuyện, thậm chí ngay cả bản thân cha đều giết. Ta lại không trách hắn, hắn đây không phải không biết ta thân phận nha. Tiêu Phàm cười cười, hắn mừng rỡ còn đến không kịp, nơi nào sẽ trách cứ đây. Cười cười, mặt mũi của hắn lại trở nên sắc bén lên, nói chỉ là, nhân thế gian không đơn giản. Nhớ tới Tà Vũ nói nhân thế gian nhất hoàng thất phương, Tiêu Phàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ít hắn hiện tại, còn không có cùng nhân thế gian vật tay thực lực. Vô luận hắn làm sao không đơn giản, nhi tử ta đều sẽ tìm trở về. Tiểu ma nữ cực kỳ bá khí nói, phu quân, ngươi liền hãy chờ tin tức của ta. Dứt lời. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, tiểu ma nữ trực tiếp đạp không mà lên. Chờ, Tiêu Phàm biến sắc, hắn không biết tiểu ma nữ thực lực làm sao, nhưng bây giờ, khẳng định không phải nhân thế gian đối thủ trừ phi cửu u ma chủ vậy chờ lão quái vật cấp bậc nhân vật, có lẽ còn có thể ổn áp nhân thế gian một đầu. Phu quân, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đem con của chúng ta tìm trở về, vô trần thiên cung sự tình, ngươi tạm thời người quản lý một lần. Tiểu ma nữ tốc độ rất nhanh, Tiêu Phàm chỉ có thể nghe được một đạo thanh âm mờ mịt hư vô. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, hắn không nghĩ tới, bản thân lại bị thê tử quăng ra 10 vạn 8 ngàn dặm. Những năm này, người cũng chịu khổ, Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, tiểu ma nữ có thể đạt đến bây giờ độ cao, những năm này thời gian, lại làm sao có thể bình tĩnh vượt qua đây. Khỏi cần phải nói, chính là tu luyện đại mệnh vận thuật, đoán chừng cũng tốn phí cái giá cực lớn. Lão Tam, tiểu ma nữ đây. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất xử lý xong một ít chuyện, tìm đến Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ, lại phát hiện Diệp Thi Vũ không thấy bóng dáng. Nàng có việc rời đi trước, Tiêu Phàm không có giải thích nhiều, nói tránh đi, đúng rồi, 3 tháng thời gian này, Thái Cổ Thần Giới thế cục như thế nào? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, đã có 6 vạn địa vực đã luân hãm, dị ma đương đạo, đoán chừng không bao lâu. Dị ma liền sẽ toàn diện tiến công vô tận thần phủ. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Phệ Long ma tôn, vẻn vẹn chỉ là một cái lục tinh ma tôn, hắn có thực lực như vậy. Tiêu Phàm có chút không tin. Nhân tộc các đại cổ cương đều có thiên hoang người bảo hộ,
hắn không tin chủng tộc khác sẽ không có. Thật sự là dị ma số lượng nhiều lắm, Nam Cung Tiêu Tiêu khổ sở nói, có thể nói, chỉ dựa vào số lượng mà nói, bọn họ nhiều đến để cho chúng ta tuyệt vọng. Hiện tại, các đại chủng tộc cũng bắt đầu lẫn nhau liên minh, hợp thành nguyên một đám đại liên minh, cùng nhau đối kháng dị ma. Lăng Phong chen lời nói, bất quá theo ta thấy, cái này không có quá nhiều giá trị, chủ yếu nhất, vẫn là muốn đóng lại dị ma thông đạo. Tiêu Phàm gật gật đầu, dị ma vốn chính là lấy số lượng tăng trưởng, hơn nữa năng lực sinh sản cực kỳ đáng sợ, nếu như không đóng dị ma truyền tống thông đạo, coi như thái cổ thần giới tất cả mọi người cộng lại, cũng chưa hẳn là dị ma đối với người nào. Chủng tộc khác nói thế nào, có người hay không đề nghị đi đóng lại dị ma truyền tống thông đạo? Tiêu Phàm trầm giọng nói, việc này, bằng vào mấy người bọn hắn muốn làm, là không thể nào làm được. Dị ma truyền tống thông đạo, khẳng định có trọng binh chấn giữ, muốn lách qua đối phương thủ hộ, hủy đi truyền tống thông đạo, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong mấy người lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Không cần bọn họ nói, Tiêu Phàm đã biết đáp án, nhìn chăm chú tinh không nói, người, ai cũng có chút tư tâm. Nhưng bây giờ nếu không trên dưới một lòng, muốn vượt qua một kiếp này, cũng không dễ dàng. Lão Tam, nếu không do chúng ta dẫn đội, đi đóng lại truyền tống thông đạo A. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là rơi vào trong trầm tư, trong đầu lại là hồi tưởng lại tà thần mà nói, cái này đối thái cổ thần giới mà nói, chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, việc cấp bách. Là tăng cường vô tận thần phủ thực lực, ngày mai bắt đầu, ta sẽ mở ra luyện tâm tháp, cùng ta thể nội thế giới, cho tất cả mọi người tu luyện. Cái này đại giới cũng quá lớn a. Lăng Phong kinh ngạc. Hàng vạn mà tính nhân tu luyện, cũng phải cần số lượng cao tài nguyên, đoán chừng không bao lâu, vô tận thần phủ sẽ tiêu hao không còn. Thái cổ thần giới đều muốn bị diệt, còn giữ những cái này tài nguyên để làm gì? Tiêu Phàm lại là lơ đễnh nói. Ta thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua so đại khái là 50:1, các ngươi tận lực lợi dụng a. Tốt, mấy người gật gật đầu. Mặt khác, vô tận thần phủ liền có thể bắt đầu, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm hết sức ngưng trọng nói. Hôm nay bắt đầu, thái cổ thần giới nhất định không bình tĩnh. Một chỗ cổ lão tinh thần phía trên, đột nhiên đến một đám khách không mời mà đến. Thiên Hoàng có lệnh, tốc độ đóng lại tinh lộ. Cấm chỉ bất luận kẻ nào đi lại. Người chưa đến, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, vang vọng cả viên tinh thần. Này tinh thần, chính là thái cổ thần giới thông hướng thiên hoang cái thứ nhất thời không điểm nhảy tọa độ, đóng lại nơi đây tinh lộ thời không khiêu dược đài, thái cổ thần giới tu sĩ, cũng không còn cách nào thông hướng thiên hoang. Nếu như thái cổ thần giới người biết rõ, nhất định sẽ tức giận không thôi. Không hề nghi ngờ. Đây là thiên hoang chuẩn bị từ bỏ thái cổ thần giới. Ầm ầm, không bao lâu, tinh thần phía trên phong quyển vân dũng, một trận sao động thanh âm quanh quẩn cửu tiêu, nguyên bản trời cao một cái vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi đình chỉ vận chuyển. Vòng xoáy chung quanh, chấn thủ giả mấy trăm thánh tôn cảnh cường giả, ánh mắt u lãnh hướng về vòng xoáy, tức giận 10 điểm kiềm chế. Ong ong, cũng đúng lúc này. Sắp dừng lại vòng xoáy đột nhiên tách ra từng đạo thánh khiết bạch mang, ngay sau đó, một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử váy trắng dậm chân mà ra. Am hiểu thời không khiêu dược đài người, chết, trông coi thời không khiêu dược đài thiên hoang tu sĩ, bỗng một tiếng quát như sấm, mấy trăm cường giả đằng đằng sát khí, ánh mắt u lãnh hướng về nữ tử váy trắng. Lan, nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn bốn phía một cái, thon thon tay ngọc đánh cái huyền ảo thủ ấn. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người nàng bộc phát ra, thánh khiết mà sáng chói bạch quang quét ngang bốn phương tám hướng, khí tức kinh khủng, dọa đến mấy trăm cường giả sắc mặt trắng bệch. Bọn họ ẩn ẩn ở nữ tử váy trắng sau lưng thấy được một đạo hắc sắc quỷ ảnh, cực kỳ kinh khủng, ép tới bọn họ không thở nổi. Mấy trăm cường giả trong nháy mắt đình chỉ thời không khiêu dược đài vận chuyển, trơ mắt nhìn xem nữ tử váy trắng từ thời không khiêu dược đài bên trong biến mất. Ta đây là thế nào? Thật là khủng khiếp thân pháp, nàng này là ai, như thế nào cường đại như thế? Nàng tiến về thiên hoang, tốc độ thông chi một chút một cái thời không khiêu dược đài người, để bọn hắn tranh thủ thời gian thông chi thiên hoang thần các. Thẳng đến nữ tử váy trắng biến mất thật lâu, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại,
nghĩ đến mới vừa nữ tử váy trắng, y nguyên có chút bận tâm thụ sợ. Dạng này sự tình, phát sinh ở tất cả thời không khiêu dược đài phía trên, nữ tử váy trắng tự tiện xông vào thiên hoang tin tức, rất nhanh lan truyền nhanh chóng, truyền đến thiên hoang. Lúc này, thiên hoang nhân thế gian vị trí. Chỗ sâu nhất một tòa đại điện bên trong, chính quỳ một người áo đen. Đại điện thủ tọa phía trên, ngồi một cái hắc bào trung niên nam tử cau mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiêu Trần cùng Khê Nhi còn chưa có trở lại, trung niên nam tử mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Đúng, hắc y nhân quỳ rạp dưới đất, dù cho hắn tu vi đạt đến pháp tôn cảnh giới, nhưng ở trung niên nam tử trước mặt, lại là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bản tọa đã biết, người đi xuống đi, trung niên nam tử khoát khoát tay. Hắc y nhân như được đại xá, trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Trung niên nam tử ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn, tự lẩm bẩm thiên hoang, thật đúng là nằm ngoài dự tính a, đây là chuẩn bị cùng bước những người kia đi ra sao. Thực sự là buồn cười, nếu như bọn họ sẽ ra ngoài, sớm tại thời kỳ viễn cổ, bọn họ nên đi ra, há lại sẽ chờ tới bây giờ, chờ mắt nhìn xem thái cổ thần giới sụp đổ. Trung niên nam tử trầm tư nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, bất quá một thế này có lẽ không đồng dạng, bọn họ ở thái cổ thần giới có lẽ càng thêm an toàn. Sau một khắc, hắn khí thế trên người cũng biến thành càng hung hiểm hơn lên, nhân thế gian, cũng nên làm một chút gì. Mấy ngày sau, thiên hoang truyền tống các bên ngoài, chen đầy vô số tu sĩ, đám người tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng về truyền tống các bên trong, tựa như đang đợi cái gì. Tại mọi người không khí khẩn trương bên trong, một đạo tịnh lệ thân ảnh đột nhiên từ truyền tống trong các đi ra. Chính là nàng, có người kinh hô. Chỉ một thoáng, toàn trường bộc phát ra kinh khủng sát khí, tất cả đều tập trung vào cái kia tịnh lệ. Bất quá, khi nhìn thấy nữ tử dung nhan tuyệt thế kia lúc, rất nhiều người tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân, sát khí giảm bớt không ít. Tiểu bối, người dám am hiểu thiên hoang, đáng chém. Một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Lý Đạo Lâm từ trên cao đáp xuống, rơi vào nữ tử váy trắng phía trước cách đó không xa. Tiểu bối, nữ tử váy trắng cười nhạo một tiếng, tựa như đang giễu cợt Lý Đạo Lâm đồng dạng, khinh thường nói, nếu quả thật nếu bàn về bối phận, thiên hoang không có một cái nào đem ra được. Làm càn, Lý Đạo Lâm giận dữ mắng mỏ không thôi. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, tất cả đều kinh ngạc nữ tử váy trắng khẩu khí. Thiên hoang tồn tại vô số tuế nguyệt, đâu chỉ trăm vạn năm, có chút thế hệ trước tu sĩ cũng sống trăm vạn năm. Có thể một cái tiểu nữ oa lại dám xem thường thiên hoang tất cả mọi người, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Nhưng mà, nữ tử váy trắng lời kế tiếp, càng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Để thiên hoang bối phận cao nhất người đi ra, nữ tử váy trắng thản nhiên nói, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Đám người nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó không chút kiêng kỵ trào phúng lên. Nhìn ngươi dáng dấp một tấm khuôn mặt tinh xảo, không nghĩ tới đầu có vấn đề. Nơi này ngươi, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể một tay trấn áp ngươi, cũng đến phiên ngươi một cái tiểu nữ oa đến phách lối. Theo ta thấy, nên trực tiếp cầm xuống, đưa vào hoa lâu, nghĩ đến mới có thể để không ít người yêu ái. Một chút tu sĩ cười lạnh nhìn xem nữ tử váy trắng, khấu trừ có người thậm chí hận không thể lập tức tiến lên, tự tay đuổi bắt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nghe vậy, ánh mắt u lãnh, đột nhiên đưa tay chỉ những cái kia miệng ra ô uế chi ngôn người, nói, ngươi, ngươi, còn có các ngươi, đều đáng chết. Ha ha, chúng ta sẽ chết, chúng ta liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi làm sao để cho chúng ta. Một cái tu sĩ cười tà nói, trong mắt vẻ dâm tà không còn che giấu. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, người kia tựa như đột nhiên bị người bóp lấy cái cổ đồng dạng, sắc mặt đỏ lên. Sau một khắc, trên người hắn đột nhiên bắt đầu thối nát, xuất hiện vô số mủ đau nhức, tựa như thiên nhân ngũ suy phủ xuống một dạng. À ngay sau đó, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa rồi nữ tử váy trắng chỉ những người kia, thân thể tất cả đều bắt đầu hư thối, có người càng là trực tiếp hòa tan, hóa thành một vũng máu. Một màn này, khiến người khác dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Yêu nữ, dừng tay! Người đối bọn hắn sử dụng cái gì yêu pháp? Lý Đạo Lâm thấy thế, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không dám tiếp tục khinh thường nữ tử váy trắng.
một lời không hợp liền có thể để người toàn thân thối rữa mà chết, loại thủ đoạn này, quá quỷ dị. Đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, đã có thể tay hái nhật nguyệt tinh thần, chỗ nào còn sẽ tin tưởng cái gì yêu pháp, nhưng là bây giờ, bọn họ tin. Vẻn vẹn một hai câu, cũng làm người ta tử vong, loại này thủ đoạn, không phải yêu pháp thì là cái gì chứ? Chỉ bất quá, nữ tử váy trắng thần sắc lạnh lùng, tựa như không nghe được Lý Đạo Lâm lời nói đồng dạng, tiếp tục nói ta lặp lại lần nữa, để cho các người bối phận cao nhất người đi ra. Nói ra lời này thời khắc, nữ tử váy trắng trên người trán phóng sát khí lạnh lẽo, toàn trường tu sĩ không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tiểu Hữu chớ giận, cũng đúng lúc này, một đạo tường hòa thanh âm vang lên, không đám người nhóm lấy lại tinh thần, một cái tóc trắng lông mi trắng lão nhân xuất hiện ở quảng trường phía trên. Bái kiến các chủ, tóc trắng lông mi trắng lão giả vừa mới xuất hiện, Lý Đạo Lâm vội vàng xoay người cúi đầu. Là thần các chủ, không ít người nghe vậy, cũng nhận ra lão giả tóc trắng, có thể làm cho Lý Đạo Lâm xưng là các chủ người, trừ bỏ Quân Bách Nhẫn, còn có thể là ai đây? Các chủ, nàng, Lý Đạo Lâm căm tức nhìn nữ tử váy trắng muốn nói điều gì, lại bị Quân Bách Nhẫn một ánh mắt ngăn lại. Lý Đạo Lâm bỗng nhiên một cái lộp bộp, chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Không đúng, đột nhiên, Lý Đạo Lâm lấy lại tinh thần, Quân Bách Nhẫn sở dĩ ngăn lại hắn, tuyệt đối là bởi vì cái này váy trắng nữ tử thân phận. Bằng không, lấy Quân Bách Nhẫn thân phận, tuyệt đối sẽ không đích thân tới nơi này. Bàn về bối phận, Quân Bách Nhẫn cho dù không phải thiên hoang tất cả tu sĩ cao nhất, nhưng là không kém là bao nhiêu. Ngươi chính là thiên hoang bối phận cao nhất người. Nữ tử váy trắng lãnh đạm nhìn xem Quân Bách Nhẫn, chỉ bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ mang theo vài phần xem thường. Lão hủ không tính là bối phận cao nhất người, nhưng mới có thể giúp tiểu hữu bận bịu. Quân Bách Nhẫn khẽ mỉm cười nói, không có nửa điểm ngạo mạn, ngược lại 10 điểm bình thản. Thiên tôn cảnh tu vi, cũng không sai biệt lắm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đạp không mà lên. Quân Bách Nhẫn mặc dù mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng là kinh ngạc hết sức. Nữ tử này, rõ ràng chỉ là trung phẩm nguyên tôn cảnh tu vi a, vì sao có thể liếc mắt liền nhìn ra cảnh giới của mình đây? Vừa bắt đầu, Quân Bách Nhẫn chỉ là váy trắng nữ tử thân phận có chút suy đoán, nhưng bây giờ, hắn ẩn ẩn đã xác định cái gì. Lý Đạo Lâm cũng rốt cuộc ý thức được nữ tử váy trắng xác thực không phải cuồng vọng, mà là đối phương thật sự có cái gì ỷ vào. Đi thôi, nữ tử váy trắng không có phản ứng những người khác, mà là trực tiếp đạp không mà lên, ta có chút sự tình, muốn cho ngươi hỗ trợ. Tốt, Quân Bách Nhẫn gật gật đầu. Cũng liền ở hai người đạp không mà lên một sát na kia. Có người khó chịu nhìn xem nữ tử váy trắng nói, thái cổ thần giới người đều lớn lối như vậy sao? Đầu tiên là một cái Tiêu Phàm thì cũng thôi đi, hiện tại lại tới một cái nữ. Hừ, đều là thái cổ thần giới rác rưởi mà thôi, sớm muộn đều sẽ chết ở dị ma trong tay. Lại có người cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, nữ tử váy trắng đột nhiên đã ngừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía vừa rồi nghị luận hai người, dọa đến hai người kia vội vàng ngậm miệng không nói. Nhưng nữ tử váy trắng lại không có ý bỏ qua cho bọn họ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Hai người kia sắc mặt hơi trắng bệch, bất quá nhìn thấy Quân Bách Nhẫn đang ở trước mắt, không tin nữ tử váy trắng dám ở chỗ này giết người. Một người trong đó lấy dũng khí nói, ta nói, thái cổ thần giới rác rưởi, sớm muộn sẽ chết. Bây giờ dị ma xâm lấn, không chỉ ngươi muốn chết, thái cổ thần giới người, đều sẽ chết mất. Một người khác cũng cắn răng giọng căm hận nói. Tự tìm cái chết, nữ tử váy trắng quát lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, hai người kia cũng bước vào vừa rồi những người kia theo gót, trong nháy mắt chết không thể chết lại. Thiên hoàng tu sĩ sắc mặt khó coi hết sức, thái cổ thần giới ngay trước Quân Bách Nhẫn mặt giết người, cái này còn là lần đầu tiên. Mấu chốt là, Quân Bách Nhẫn còn thờ ơ, con mắt đều nhìn về một phương hướng khác, hiển nhiên là chấp nhận nữ tử váy trắng cử động. Giờ khắc này, nơi nào còn có ai dám lại trào phúng thái cổ thần giới? Các ngươi vũ nhục ta có thể. Đột nhiên, nữ tử váy trắng mở miệng lần nữa, ánh mắt lạnh như băng quét mắt toàn trường, lạnh giọng nói, nhưng các ngươi, vũ nhục phu quân ta, đều đáng chết. Phu quân, đám người nghe vậy, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, rất nhiều người còn cho rằng mình nghe lầm. Tiêu Phàm là nàng này phu quân, làm sao có thể, Tiêu Phàm cái kia hỗn trướng.
lúc nào trở thành tiểu bạch kiểm, lại có cái này cường đại thê tử. Không sai, nữ tử váy trắng không phải người khác, chính là tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ. Nàng từ Tiêu Phàm trong miệng biết được con của bọn họ tin tức, không chút do dự rời đi, trước tiên nghĩ đến thiên hoang, tìm nhân thế gian muốn nàng nhi tử. Lúc này mới sẽ một đường xông đến nơi này. Về phần quân Bách Nhẫn vì sao đối tiểu ma nữ khách khí như thế, tự nhiên là bởi vì tiểu ma nữ vừa mới thủ đoạn giết người, chính là đại mệnh vận thuật. Quân Bách Nhẫn thế nhưng là rất rõ ràng, đại mệnh vận thuật là của ai bản nguyên tuyệt kỹ, đây chính là liền hắn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Thi Vũ có được đại mệnh vận thuật, dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi, quân Bách Nhẫn cũng biết nàng thân phận, hắn lại thế nào dám tìm Diệp Thi Vũ phiền phức đây. Diệp Thi Vũ ngược lại cũng không phải tùy tiện, mà là nói đúng sự thật, nàng là người kia đệ tử, bàn về bối phận, thiên hoang thật đúng là không có mấy người cao qua nàng. Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, Diệp Thi Vũ đã đi theo quân Bách Nhẫn rời đi. Tiểu Hữu, không biết người muốn lão hủ hỗ trợ cái gì? Quân Bách Nhẫn 10 điểm khách khí, trong lòng cũng là kinh dị không thôi, đại mệnh vận thuật tái hiện thế gian, hắn quả nhiên còn sống. Nhân thế gian ở đâu, mang ta đi. Diệp Thi Vũ như đinh chém sắt nói, trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh. Quân Bách Nhẫn nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Không có trả lời Diệp Thi Vũ mà nói, mà là rơi vào trong trầm tư. Rất khó sao, Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp cau lại, trên mặt mang mấy phần sát khí. Không biết tiểu hữu có phương tiện hay không, nói cho lão hủ các ngươi phía trước ân oán. Quân Bách Nhẫn ngừng tiếng nói, nhân thế gian không đơn giản, vạn nhất. Ngươi không cần lo lắng, tất nhiên ta dám đến, bọn họ không làm gì được ta. Diệp Thi Vũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trên mặt đều là vẻ tự tin. Quân Bách Nhẫn một trận trầm mặc, quả nhiên không hổ là người kia đồ đệ, đối mặt chính mình cái này thiên tôn cường giả, đều không có nửa điểm e ngại, ngược lại rất ngạo khí. Tốt, ta dẫn người đi. Quân Bách Nhẫn gật đầu một cái. Nhân thế gian đứng ở thiên hoang các đại thế lực trong khe hở, để tất cả thế lực đều vô cùng kiêng kỵ, không có người nào nguyện ý đi đắc tội, dù cho ở sâu trong nội tâm cũng không nguyện ý sự tồn tại của nó. Quân Bách Nhẫn dẫn đường, tốc độ tự nhiên rất nhanh, kém không hơn nửa canh giờ về sau, hai người liền xuất hiện ở nhân thế gian vị trí cổ lâm chỗ sâu. Thất sát nhân vương nhưng tại, quân Bách Nhẫn mang theo Diệp Thi Vũ dừng lại ở nhân thế gian cung điện bên ngoài, thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe gặp. Chỉ một thoáng, nhân thế gian bắt đầu sao động, quân Bách Nhẫn cường đại khí tức cũng không có làm sao che lấp. Thiên tôn cường giả lâm môn, cái này khiến nhân thế gian cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nhân thế gian vô số tu sĩ như Lâm Đại Địch, đem quân Bách Nhẫn cùng Diệp Thi Vũ bao vây ở bên trong, trên mặt đều là ngưng trọng. Xem như nhân thế gian sát thủ, cơ hồ không có người không biết quân Bách Nhẫn thân phận, ở thiên tôn cường giả trước mặt, coi như người mạnh đi nữa ám sát thủ đoạn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quân Bách Nhẫn ta nhân thế gian cùng ngươi thiên hoang thần các thế nhưng là nước sông không phạm nước giếng, ngươi tới này ý gì? Đột nhiên, quân Bách Nhẫn phía trước cách đó không xa, quỷ dị hiện lên một bóng người, chính là điều động Tiêu Trần cùng Khê Nhi tiến về thái cổ thần giới trung niên nam tử. Đồng dạng, người này cũng là lúc trước từ thái cổ thần giới mang đi Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người nhi tử người. Tiêu Phàm lúc trước không có nhận lầm, người ám sát hắn, liền là con trai của hắn. Lão hủ không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, là vị tiểu hữu này tìm nhân thế gian có chút việc. Quân Bách Nhẫn thản nhiên nói. A, à, thất sát nhân vương hơi sững sờ, tò mò nhìn Diệp Thi Vũ, trong mắt đều là vẻ kỳ dị. Thất sát nhân vương xác thực rất khiếp sợ, cẩn thận quan sát Diệp Thi Vũ, lại có thể để quân Bách Nhẫn mang theo nàng đích thân tới nhân thế gian, này quả không đơn giản. Đối phương rõ ràng chỉ là một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tiểu nữ oa mà thôi, có tài đức gì đây? Phải biết, lý giải quân Bách Nhẫn người đều biết rõ, đây cũng không phải là một cái rất dễ tiếp xúc người, thậm chí, thế hệ trước tu sĩ đều biết, quân Bách Nhẫn còn có một cái để người sợ hãi danh tự. Không biết tiểu nữ oa tìm ta chuyện gì? Thất sát nhân vương thản nhiên nói, coi như là cho quân Bách Nhẫn mấy phần tình mọn. Diệp Thi Vũ cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp nói, lúc trước người tại thái cổ thần giới mang đi bé trai ở đâu? Bé trai,
Thất sát nhân vương híp híp hai mắt, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn làm sao không biết, trước mắt nữ tử này cùng lớn mang đi bé trai tất nhiên có cực kỳ quan hệ thân mật. Bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không tìm đến nhân thế gian. Ngươi không cần rảo biện, ta đã gặp hắn, tới nơi này, ta chỉ là muốn nói với ngươi, về sau hắn cùng với nhân thế gian lại không nửa điểm liên quan. Diệp Thi Vũ vẫn như cũ rất bá đạo. Cũng không phải nàng bình thường chính là người như vậy, chỉ là quan hệ con của nàng, không thể không bá khí cùng cường thế. Lão Phu nếu như không đáp ứng đây, thất sát nhân vương rất khó chịu Diệp Thi Vũ thái độ, ngữ khí cũng biến thành lạnh lùng lên. Vậy cũng đừng trách ta cùng với nhân thế gian không chết không thôi. Diệp Thi Vũ không có nửa điểm e ngại, dù cho lấy thực lực của nàng, căn bản không phải thất sát nhân vương đối thủ. Thậm chí, chỉ cần thất sát nhân vương thổi khẩu khí, đều có thể diệt nàng. Thất sát nhân vương tựa như nghe được buồn cười sự tình, không những không giận mà còn cười, nói, nho nhỏ trung phẩm nguyên tôn, thật đúng là khẩu khí thật lớn, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cùng ta nhân thế gian không chết không thôi. Cũng khó trách hắn khinh thường, không nói hắn xưa nay sẽ không mắt nhìn thẳng một cái nguyên tôn cảnh tu sĩ, chính là quân bách nhẫn dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng sẽ không chút do dự nổ đỗi trở về. Thất sát nhân vương, cần gì tổn thương hòa khí? Quân bách nhẫn mỉm cười, dưới chân lại là hơi hơi rời qua một bên, ngăn tại Diệp Thi Vũ trước người. Thất sát nhân vương tự nhiên cũng nhìn ra quân bách nhẫn động tác hơi nhỏ, cái này khiến hắn càng hiếu kỳ hơn lên. Quân bách nhẫn, lão phu nể mặt ngươi, đứng ở chỗ này cùng một tên tiểu bối nói nhảm, cho dù là ngươi, lại dám uy hiếp ta. Thất sát nhân vương vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ cường thế. Nhưng mà, quân bách nhẫn chỉ là cười cười, sau đó lui về phía sau một bước, lão hủ đã thuyết phục qua, thất sát nhân vương muốn như thế nào, lão hủ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Thi Vũ nhìn quân bách nhẫn một cái, sau đó lần nữa rơi vào thất sát nhân vương trên người, tất nhiên người đã thừa nhận, cái kia đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Diệp Thi Vũ đột nhiên trong miệng đọc lên phức tạp cổ ngữ. Bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, kinh khủng sát khí từ trên người nàng tản ra. Gần như đồng thời, ở sau lưng nàng, xuất hiện một bộ cao vạn trượng hắc sắc khô lâu ma ảnh, đỏ thắm con ngươi quan sát phía dưới, cuồn cuộn ma khí hiện lên, nhanh chóng hướng về nhân thế gian tràn ngập đi. Nhìn thấy cái kia khô lâu ma ảnh, thất sát nhân vương con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, bất quá rất nhanh lại khôi phục lạnh lùng, cửu u quỷ chủ hóa thân, liền là ngươi ỷ vào. Cái kia còn kém một chút, có đúng không? Diệp Thi Vũ lạnh giọng cười một tiếng. Bỗng nhiên, nàng thúc giục ngập trời ma ảnh, một bàn tay cực kỳ lớn giận đập mà xuống, khí thế kinh khủng càng là quét sạch thiên hoang, tựa như cả mảnh trời khung đều muốn vỡ nát một dạng. Cửu U ma chủ, dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng có được thần uy cái thế. Nhân thế gian sát thủ tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, ở cỗ khí thế này trước mặt, bọn họ lộ ra quá nhỏ bé. Hoàn toàn giống như run rế một dạng. Hừ, nhưng mà, thất sát nhân vương lại là lạnh rên một tiếng, dưới chân một điểm, trực tiếp đạp không mà lên. Khí thế kinh khủng nghịch thiên mà lên, cùng khô lâu ma ảnh đụng vào nhau. Oanh, cuồng bạo khí lãng quét sạch thiên địa, nhân thế gian vô số kiến trúc sụp đổ, vô số tu sĩ bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết không ngừng. Một chút thánh tôn cảnh tu sĩ, càng là trực tiếp nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập trên không trung, huyết tinh đến cực điểm. Bất quá, thất sát nhân vương vẫn là hơn một chút, một trường oanh bạo khô lâu ma ảnh, hết sức kinh khủng sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, tập trung vào Diệp Thi Vũ. Quân bách nhẫn híp híp hai mắt, cũng không có ý xuất thủ, ngược lại lộ ra ý tứ sâu xa, tựa như đang chờ mong cái gì một dạng. Ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi, thất sát nhân vương cũng tức giận rồi. Một cái không biết nơi nào đến nữ oa, lại dám ở ngay trước mặt hắn ngược sát người của nhân thế gian, cái này há chẳng phải là đánh mặt của hắn. Nếu như lúc này hắn vẫn là thờ ơ, về sau còn thế nào đảm nhiệm nhân thế gian nhân vương? Chỉ là, nhưng hắn ngoài ý muốn là, Diệp Thi Vũ vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, tựa như căn bản không sợ chết một dạng. Tương phản, trong ánh mắt của nàng cũng chán phóng sát khí lạnh lẽo. Một bộ muốn cùng thất sát nhân vương liều mạng bộ dáng. Mắt thấy thất sát nhân vương trưởng cương sắp tới gần Diệp Thi Vũ, quân bách nhẫn hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nắm chặt nắm đấm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị.
Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Diệp Thi Vũ mi tâm đột nhiên chán phóng một đạo bạch quang, ngưng tụ thành một cái vòng sáng, tựa như mở ra một đạo thời không chi môn. Thời không chi môn bên trong, một mực bàn tay màu đen quỷ dị xông ra. Ba, một tiếng vang giòn, thất sát nhân vương sắp đánh vào Diệp Thi Vũ trên đỉnh đầu nắm đấm, bỗng nhiên bị bàn tay kia bắt lấy, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Thất sát nhân vương biến sắc, tựa như gặp được cái gì hoảng sợ sự tình một dạng. Những người khác cũng hít một hơi lạnh, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng thất sát nhân vương thực lực, đây chính là nhân thế gian nhất hoàng thất vương một trong, thiên tôn cấp bậc cường giả A. Hắn một trưởng, đã đủ để hủy thiên diệt địa rồi A, có thể lại bị một bàn tay cầm, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh. Quân Bách Nhẫn khóe miệng hơi hơi dương lên, nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, nắm chắc quả đấm cũng chậm chậm buông ra. Chỉ một thoáng, một đạo hắc ảnh từ cái kia vòng sáng bên trong chậm rãi hiện lên, tựa như từ viễn cổ thời không chi môn bên trong phóng ra. Ngập trời ma khí cuồn cuộn, so mới vừa khô lâu ma ảnh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ai dám làm tổn thương ta đồ nhi, một đạo cực kỳ âm lãnh, nhưng lại cực kỳ bá đạo thanh âm vang lên. Mấy tức về sau, bóng người kia rốt cục hiện lên, chính là một cái cao lớn hơn một trượng nam tử. Quanh thân bao phủ cuồn cuộn ma khí, thấy không rõ chân dung. Nhưng là, một đôi đỏ thắm con ngươi, lại là để thất sát nhân vương đều trở nên hết sức bắt đầu sợ hãi. Răng rác, một tiếng gãy xương đồng dạng giòn vang, chỉ thấy cái kia ma ảnh hơi hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát thất sát nhân vương cánh tay. Thất sát nhân vương không có kêu thảm, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, hắn đã đoán được đối phương là thân phận gì, nơi nào còn dám đối kháng chính diện. Hắn mặc dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng là hắn biết rõ, trước mắt người này, thế nhưng là vượt qua thiên tôn cảnh khủng bố yêu nghiệt A. Trong truyền thuyết người này, thế nhưng là trấn áp vô số thời đại nhân vật. Muốn chạy, bóng đen lạnh rên một tiếng, duỗi xuất thủ trưởng nhanh chóng biến lớn, cực tốc hướng về thất sát nhân vương chộp tới. Thất sát nhân vương nhìn thấy bóng đen lấy tay chộp tới, cơ hồ bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Thế nhưng là, bóng đen kia tốc độ nhanh hơn hắn, vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, liền trực tiếp nắm được hắn thân thể, liền tựa như nắm vuốt một con gà con tử một dạng nhẹ nhàng thoải mái. Bốn phía tu sĩ sớm đã thấy choáng mắt, rất nhiều người càng là không tin mình nhìn thấy một màn, nhịn không được dụi dụi con mắt. Cái kia nhưng là bọn họ nhân thế gian cao cấp nhất bảy đại nhân vương một trong A, lại bị đối phương dễ dàng như thế bắt được. Nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Thì Vũ, người muốn như thế nào giết hắn, chưng, vẫn là sao? Bóng đen thản nhiên nói, ngữ khí lại là bá đạo hết sức. Hiển nhiên, bóng đen không phải người khác, chính là cửu u quỷ chủ. Chỉ bất quá, đó cũng không phải hắn bản thể, mà là một bộ pháp thân. Hắn một bộ pháp thân liền có thể tùy tiện nghiền sát thiên tôn cường giả, đủ để có thể thấy được hắn bản tôn thực lực. Nhi tử ta đây, Diệp Thi Vũ không có trả lời cửu u quỷ chủ mà nói, mà là lạnh như băng nhìn xem thất sát nhân vương. Chỉ cần thất sát nhân vương không cho nàng một cái hài lòng trả lời thuyết phục, nàng tuyệt đối không ngại để cửu u quỷ chủ giết hắn. Nhi tử, thất sát nhân vương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khó trách đối phương liều sống liều chết, liều lĩnh cũng phải biết rõ lúc trước cái kia đứa bé sơ sinh tung tích, nguyên lai là tìm con mà đến. Chẳng biết tại sao. Thất sát nhân vương trong lòng có chút hối hận, chính mình lúc trước khinh thường thái cổ thần giới tất cả, lại không nghĩ rằng tùy ý mang đi hài nhi, cha mẹ của hắn lại có lớn như vậy địa vị. Thất sát nhân vương thở sâu, lại là không biết làm sao mở miệng. À, nguyên lai người bắt đi ta đồ tôn, cửu u quỷ chủ đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nhưng sát khí lại là càng kinh khủng hơn. Hắn nhưng là cực kỳ hộ tể chủ, có thể bởi vì Diệp Thi Vũ xuất hiện ở đây. Chính là chứng minh tốt nhất. Tiền bối tha mạng, mắt thấy cửu u quỷ chủ liền muốn động thủ thời điểm, nhân thế gian vị trí phế tích, một cái trung niên nam tử đột nhiên đạp không mà lên, xá một cái thật sâu. Sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào Diệp Thi Vũ trên người, vị cô nương này, con trai của ngài có phải hay không có một khối khắc lấy tiêu, ngọc bội? Không sai, Diệp Thi Vũ ánh mắt hơi hơi sáng lên, khẳng định gật đầu. Lúc trước nàng nhi tử lên tiếng, bị thiên địa đố kỵ, lãng thiên rơi vào đường cùng đành phải mang theo rời đi, lại bị thất sát nhân vương mang đi.
Lãng Thiên vội vàng bên trong, khắc một khối ngọc bội giao cho thất sát nhân vương thủ hạ, tìm khối ngọc bội này có thể tìm được con của bọn hắn. Ngài nhi tử còn sống, hơn nữa những năm gần đây, nhân vương đại nhân ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn, coi như con đẻ, ngài cũng không thể giết lầm nhân vương đại nhân. Trung niên nam tử kia hít sâu một cái nói, thay thất sát nhân vương bất bình. Diệp Thi Vũ nhíu mày, nàng nhi tử còn sống sự tình, nàng đã được chứng minh, hơn nữa đối phương có thể nói ra ngọc bội sự tình, khẳng định không phải là đang nói dối. Chuyện này là thật, Diệp Thi Vũ nhìn về phía thất sát nhân vương nói. Thất sát nhân vương khẽ cười khổ, cuối cùng gật đầu một cái, nói, hắn là đồ nhi ta, lúc trước ta mang đi hắn. Ngươi dựa vào cái gì mang đi hắn? Ngươi cũng đã biết, ta và phu quân tìm hắn mấy chục năm. Diệp Thi Vũ cười lạnh không thôi, ngay sau đó lạnh giọng nói, ghê tởm nhất chính là, ngươi vậy mà phái nhi tử ta đi ám sát ta phu quân, ngươi đáng chết. Tiêu Phàm, thất sát nhân vương hơi sững sờ, Tiêu Trần có phụ thân là Tiêu Phàm. Điểm này hắn xác thực không rõ ràng, hắn chỉ biết là Tiêu Trần lớn lên cùng Tiêu Phàm có chút tương tự, lại là không nghĩ tới. Hai người dĩ nhiên là phụ tử quan hệ. Tiêu Trần sao? Diệp Thi Vũ nhìn thấy thất sát nhân vương bộ dáng, tựa như cũng không giống là đang nói dối, hắn hiện tại ở đâu? Ở Thái Cổ Thần Giới. Thất sát nhân vương như thực nói ra. Cũng không phải hắn sợ chết cái gì, mà là hắn trong lòng có chút phức tạp. Những năm này đến nay, hắn biết rõ, bản thân nữ nhi cùng Tiêu Trần lẫn nhau ái mộ, chỉ là hắn bởi vì Tiêu Trần thân phận mà một mực không tán thành hai người sự tình. Tiêu Trần cũng biết hắn tính nết, cố ý cùng hắn nữ nhi Khê Nhi bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần phụ mẫu địa vị cũng không nhỏ, thậm chí so với hắn còn muốn lớn hơn. Chính mình lúc trước nếu là thành toàn hai người sự tình, thật là tốt biết bao. Tiểu nữ oa, người muốn như thế nào trừng phạt, ta Lăng Thiên đều nguyện ý gánh chịu, bất quá. Còn mời buông tha nhân thế gian những người khác, bọn họ đều là vô tội. Thất sát nhân vương hít sâu một cái nói. Nhân vương đại nhân, nhân thế gian một đám tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt đều là nồng nặc vẻ kính sợ. Tiểu nữ oa, chẳng lẽ ngươi bối phận so lão tử cao hơn nữa sao? Không đợi Diệp Thi Vũ mở miệng, cửu u quỷ chủ ngược lại là tức giận, dày đặc khí lạnh nói, gọi cô nãi nãi. Gọi cô nãi nãi. Thất sát nhân vương cắn răng, lại là kiên trì, không có đem câu nói này kêu ra miệng. Hiển nhiên, xem như thiên tôn cường giả, hắn có bản thân tôn nghiêm, nên cúi đầu thời điểm là phải cúi đầu. Nhưng là, chạm tới hắn ranh giới cuối cùng đồ vật, dù cho đánh bạc cái mạng này, cũng không thể đánh vỡ. Một bên quân bách nhẫn cười khổ một hồi, cũng là bởi vì hắn đoán được Diệp Thi Vũ là cửu u quỷ chủ đồ đệ thân phận, cho nên mới biết rõ. Thiên hoang còn cái này không mấy người bối phận có thể so với nàng cao. Diệp Thi Vũ để thiên hoang bối phận cao nhất người đi ra, ngược lại thật sự là không phải cuồng vọng. Sư tôn, tính, Diệp Thi Vũ trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Hừ, tính là ngươi hảo vận, cửu u quỷ chủ chậm rãi thu liễm sát ý. Diệp Thi Vũ nhìn bốn phía một cái, nói, hôm nay ta giết người đã đủ nhiều, ta tới, là muốn nói cho ngươi. Về sau nhi tử ta cùng nhân thế gian lại không bất luận cái gì liên quan. Đám người nghe vậy, lập tức như được đại xá. Diệp Thi Vũ thoại âm rơi xuống, cho cửu u quỷ chủ một ánh mắt. Không thú vị, cửu u quỷ chủ lạnh rên một tiếng, tiện tay vứt bỏ trong tay thất sát nhân vương, sau đó nhìn liếc chung quanh, nói Thi Vũ, vi sư không thích ở chỗ này cái chán ghét địa phương, đi trước. Không đợi Diệp Thi Vũ trả lời. Cửu u quỷ chủ lần nữa hóa thành cuồn cuộn ma khí, tràn vào Diệp Thi Vũ mi tâm. Cỗ kia khí thế ngút trời trong nháy mắt biến mất, người ở chỗ này áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Quân Bách Nhẫn nhìn qua Diệp Thi Vũ ngơ ngẩn xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thi Vũ nhìn chung quanh tu sĩ một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Cô nương, xin chờ một chút, thất sát nhân vương đột nhiên gọi lại Diệp Thi Vũ, tiện tay lấy ra một mai ngọc bội. Nói, đây là ta lúc đầu mang đi Tiêu Trần lúc, người bằng hữu ngọc bội, ta có lưu hắn một sợi hồn lực, người có thể ở Thái Cổ Thần Giới tìm tới hắn và ta nữ nhi. Diệp Thi Vũ ngược lại là không chút do dự nhận lấy, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, nói, người nữ nhi cùng ta nhi tử cùng một chỗ. Hai người bọn họ tình đầu ý hợp, làm cha cũng không tiện ngăn cản.
Thất sát nhân vương gật đầu một cái, chỉ nói là ra lời này thời điểm, hắn nội tâm cũng hung hăng khinh bỉ bản thân một cái. Phải biết, hắn trước kia nhưng là muốn không ít biện pháp ngăn cản mình nữ nhi cùng Tiêu Trần đến gần. Nói như vậy, chúng ta vẫn là thông gia. Diệp Thi Vũ càng thêm kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng đối thất sát nhân vương cảm quan cũng cải biến không ít, đối phương đường đường nhân vương, thiên tôn cường giả, cũng không có bởi vì con trai mình thân phận mà xem thường, ngược lại thu hắn làm đồ, dạy hắn trưởng thành. Ngược lại là bên cạnh quân bách nhẫn cao mày, trở nên có chút khó coi. Vừa mới còn đả sinh đả tử hai người, liền trở thành thông gia. Diệp Thi Vũ nội tâm có chút mừng rỡ, con của mình, vậy mà cũng nói yêu đương. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại thiên hoang, tìm kiếm con của mình. Gần nhất thái cổ thần giới không bình tĩnh, còn mời thông gia trông nom một lần tiểu nữ. Lúc này, thất sát nhân vương lại truyền âm nói. Yên tâm, ta biết. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nghe được thất sát nhân vương lời nói mới rồi, hắn đối nhân thế gian hận ý ngược lại là nhỏ rất nhiều. Nói xong, Diệp Thi Vũ liền chuẩn bị rời đi, sau đó vừa nhìn về phía quân bách nhẫn nói. Ta hiện tại muốn về thái cổ thần giới, thiên hoang đã phong bế tinh lộ, nhưng còn có những biện pháp khác. Quân bách nhẫn lộ ra vẻ khó xử, hiển nhiên, hắn cũng không muốn vì Diệp Thi Vũ một lần nữa mở ra tinh lộ, dạng này giá quá lớn. Dù cho Diệp Thi Vũ sư tôn là cửu u quỷ chủ. Huống chi, vừa rồi nhìn thấy chỉ là cửu u quỷ chủ một bộ ma thân, cũng không phải là bản thể. Ai biết cửu u quỷ chủ đến cùng sống hay chết, dù sao. Đạt tới bọn họ như vậy cảnh giới, cho dù là một tia tàn niệm đều có thể còn sống sót, có được tuyệt thế uy năng. Thông gia, ta đưa ngươi rời đi a. Thất sát nhân vương lại hợp thời mở miệng nói. Tốt, Diệp Thi Vũ gật đầu một cái. Quân bách nhẫn chờ mắt nhìn xem Diệp Thi Vũ đi theo thất sát nhân vương rời đi, thật sâu thở dài, bản thân vốn muốn cho Diệp Thi Vũ thiếu hắn một cái nhân tình. Nhưng hiện tại xem ra, đó là không có khả năng. Vừa rồi người dẫn đường tình, cơ hồ có thể không đáng kể, đối với hắn không có quá nhiều giá trị. Cửu u quỷ chủ nếu là thật còn sống, thiên hạ này, nhất định không yên ổn. Quân bách nhẫn thở dài, đáng tiếc Tiêu Phàm, hắn là có hy vọng nhất có thể từ táng tổ thiên mộ sống lại, đáng tiếc hiện tại tinh lộ phong bế. Thái cổ thần giới thông hướng thiên hoang tinh lộ phong bế, Tiêu Phàm muốn đi vào táng tổ thiên mộ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vô tận thần sơn, chân trời phong quyển vân dũng, kinh khủng lôi vân ngưng tụ, hung mãnh tới cực điểm. Mười mấy phiến lôi vân phía dưới, đứng đấy mười mấy bóng người, mỗi cá nhân trên người đều tản ra cường đại khí tức. Ta vô tận thần phủ, rốt cục cũng phải có số lớn thánh tôn cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng nhìn về phía chân trời, hết sức cảm khái nói. Những ngày qua, hắn đã thành công ngưng tụ nguyên tuyền, hơn nữa vượt qua thánh tôn kiếp. Trở thành chân chính thánh tôn cảnh cường giả. Hiện tại độ kiếp, chính là vô tận thần phủ các điện điện chủ. Lưỡng giới tinh lộ phong bế, thái cổ thần giới nguyên khí cũng đang chậm rãi ngưng tụ lại, cái này nhất định là một cái loạn thế, nhưng cũng là một cái thịnh thế. Đại lượng nồng nặc nguyên khí, có thể sinh ra số lớn thánh tôn cảnh cường giả, ở đối mặt dị ma lúc, cũng có một tia sức tự vệ. May mắn mà có công tử. Nếu như không phải công tử tiêu phí số lượng cao tài nguyên, cho dù thiên phú của chúng ta có thể đạt tới thánh tôn cảnh, cũng vô pháp phóng ra đạo khảm này. Quân Nhược Hoan cũng vô cùng cảm khái nói. Quân huynh, đợi mọi người ổn định lại, ngươi cũng có thể đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Lăng Phong cười cười nói. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, hắn bây giờ đột phá đến thánh tôn cảnh, tự nhiên muốn đi trợ giúp thí thần bọn họ mở ra tinh lộ. Những ngày qua... Bọn họ cũng được đến thiên hoang tinh lộ phong bế tin tức, bây giờ thái cổ thần giới đã triệt để cùng thiên hoang đã mất đi liên hệ. Muốn đi vào ma quật, cũng chỉ có thể tự động mở ra tinh lộ, đến thiên hoang. Cái này cũng chứng minh Tiêu Phàm dự kiến trước, dựa vào người, tổng không bằng dựa vào chính mình. Mấy ngày sau, lôi vân chậm rãi tán đi, vô tận thần phủ lại thêm 10 cái thánh tôn cảnh cường giả. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ cần cho vô tận thần phủ đầy đủ thời gian, thánh tôn cảnh cường giả tất nhiên càng ngày sẽ càng nhiều, thậm chí trở thành thái cổ thần giới trụ cột vững vàng. Ta cũng rốt cục có thể yên tâm đi. Quân Nhược Hoan trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bây giờ mở ra tinh lộ lửa xém lông mày, hắn không thể tiếp tục chậm trễ thời gian.
Oanh, cũng liền ở quân Nhược Hoan chuẩn bị lên đường thời khắc, Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, đột nhiên lại bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch cả tòa Vô Tận Thần Sơn. Tất cả tu sĩ cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, liền đại khí cũng không dám thở. Đây là, Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Vô Tận Thần Phủ phương hướng, ngay sau đó đắng chát cười nói, chúng ta bị Lão Tam vung càng ngày càng xa. Công tử đã vậy còn quá nhanh đã đột phá nguyên tôn cảnh. Quân Nhược Hoan cũng là kinh ngạc không thôi. Tưởng tượng mấy chục năm trước, Tiêu Phàm tiến vào Thái Cổ Thần Giới thời điểm, vẫn chỉ là một cái thiên thần cảnh tu sĩ mà thôi. Mà bây giờ, không đến 100 năm, Tiêu Phàm vậy mà đã quan sát Thái Cổ Thần Giới, bậc này thiên phú, phóng nhãn từ xưa đến nay, cũng không có mấy người. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia chợt lóe lên. Rất nhiều tu sĩ tất cả đều từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, ngay sau đó mừng rỡ sôi trào tiếng vang triệt tứ phương. Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, Tiêu Phàm bế quan đại điện bên trong, giờ phút này, trên người hắn lưu chuyển lên một cỗ huyền diệu khí tức, trên mặt đất bày khắp vô số cực phẩm nguyên tinh. Ở hắn quanh thân, còn quấn ba cái vòng xoáy, đúng là hắn ngưng tụ nguyên tuyền. Thấp giọng cực phẩm nguyên tinh, chính lấy tốc độ khủng khiếp giảm bớt, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc này mới ổn định lại, trong miệng khẽ nhả ra một ngụm chọc khí. Hạ phẩm nguyên tôn, Tiêu Phàm thở sâu, hài lòng cảm thụ được thực lực bản thân biến hóa. Ba cái nguyên tuyền bên trong nguyên lực, giống như mênh mông sông lớn đồng dạng, phát ra từng đợt ầm ầm tiếng oanh minh. Sát lục bản nguyên chi lực, vậy mà lại tăng trưởng thêm hơn ngàn, đạt đến 5.600 nguyên. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cũng đột phá 5.000 nguyên, chỉ có thời không bản nguyên chi lực còn dừng lại ở 4.000, xem ra còn phải thêm chút sức. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc nói. Ngay sau đó vừa khổ cười lắc đầu, nói, đáng tiếc, bởi vì ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ quá cao, cho dù đều đột phá 3.000 nguyên số lượng, bây giờ cũng không thể đột phá trung phẩm nguyên tôn. Cũng khó trách Tiêu Phàm bất đắc dĩ, lấy lúc trước hắn tiềm lực. Kiếm đạo bản nguyên lực lượng đạt tới hơn 4.000 nguyên, liền có thể đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh. Chỉ bất quá bởi vì hai loại khác bản nguyên chi lực quá ít, cho nên một mực dừng lại ở hạ phẩm nguyên tôn cảnh. Mà bây giờ, hắn nghĩ đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh cũng không thể, ba loại bản nguyên chi lực yêu cầu lượng càng nhiều. Như vậy cũng tốt so một cái ao nước, nguyên bản chỉ có thể tích xúc lượng nhất định nước, nhưng bởi vì khống chế độ gia tăng, cái này ao nước dung lượng biến lớn. Muốn tích đầy ao nước, đột phá cảnh giới tiếp theo, tự nhiên cần càng nhiều bản nguyên chi lực. Bất quá cũng tốt, cùng giai tu sĩ hẳn rất ít là ta đối thủ, dù cho thượng phẩm nguyên tôn, ta cũng có thực lực một trận chiến. Tiêu Phàm lại hài lòng cười cười, nói, không biết qua bao lâu, cũng không biết ngoại giới như thế nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Vừa mới mở ra đại điện chi môn. Lập tức một trận như thủy triều tiếng hoan hô trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chúc mừng điện chủ thần vệ, quảng trường phía trên, tụ đầy tu sĩ, tất cả mọi người vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, hô to không thôi. Tiêu Phàm cũng bị trận thế này giật nảy mình, thật lâu, hắn mới khoát tay áo nói, tất cả mọi người đi làm việc đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đợi đám người tán đi. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nói, lão nhị, thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 202.